Rồi giờ bắt đầu ha. À, tôi có suy nghĩ thế này thì lớp mình ít giờ quá đó, cho nên là chắc tôi không có ngồi ngồi thiền, mình tôi không có ngồi thiền, ngồi thiền mất giờ quá, ngồi thiền mất giờ quá. Sư có nghĩ sư nên ngồi trên bục phơn lá và sư đau chân Dạ không, ở đây thoải mái nè, đây thoải mái nè, đá tôi đổi. Cái cho cô thoải mái đi. Nhỏ con không có nhìn thấy. Thì có những cái đầu, có những cái đầu. Dạ, con biết. Rồi, hy vọng là tôi giảng giảng chay không có dùng viết bản, thì hy vọng quý vị nhớ theo cái đề nghị không biết của ai là kỳ này tôi về có 5 hôm, tôi dành hết thời giờ tôi giảng về giáo lý duyên hệ. Trước hết phải định nghĩa duyên hệ là gì, đó là quý vị có gì không? Dạ có ạ. Dạ kệ. Dạ. Sau khi thành đạo thì theo kinh điển Nam Tông á, thời khác Bắc Tông một chút, Bắc Tông đó là Đức Bồ Tát là nhập định suốt 49 ngày rồi từ đó mới đắc đạo. Còn bên Nam Tông thì thành đạo rồi thì Thế Tôn không ăn uống gì suốt 7 tuần. Suốt 7 tuần và mỗi tuần như vậy Thế Tôn suy tư về một vấn đề mà Ngài đã chứng đắc, những vấn đề quan trọng nhất. Thí dụ như cái tuần lễ thứ tư á, thì ngày dùng nguyên một tuần lễ để ngày suy nghĩ về cái giáo lý, tuần lễ thứ ba là suy nghĩ về giáo lý duyên khởi 12 duyên sinh, và nguyên tuần lễ thứ tư là ngày suy nghĩ về cái nội dung mà 7 năm sau ngày thuyết giảng cái nội dung đó ở trên cung trời Đỏ Lợi cho Phật mẫu và thiên chúng nghe, và cái nội dung đó ta gọi là Tạng A Tỳ Đàm. Xét về sự tính á, thì cái lịch sử A Tỳ Đàm ấy nó có cái nguồn gốc rất là phức tạp. Theo kinh điển nguyên thủy thì rất là đơn giản, đó là đắc đạo xong thì ngài suy tư một tuần lễ về A Tỳ Đàm và 7 năm sau ngài giảng cho mẹ của ngài và chư thiên nghe. Rồi ngài Xá Lợi Phất là cái người mà đem cái giáo lý A Tỳ Đàm nó giảng rộng ra cho chư tăng. Cái nhóm tỳ kheo đầu tiên mà được nghe ngài Xá Phất giảng là gồm 500 vị. Và trong kỳ kết tập Tâm Tạng 1, tức là do ngài Ca Diếp chủ trì, thì lúc đó ngài Ca A Nan ngài có trùng thuật lại đầy đủ ba tạng, ngài A Nan và ngài Upali thì trong ba tạng đó có tạng A Tỳ Đàm. Nhưng mà theo các nhà sử học bây giờ đó thì họ không đồng ý, họ nói rằng trong cái kỳ kết tập đầu tiên đó, chỉ có hai tạng thôi, đó là tạng luật do ngài Upali và tạng kinh do ngài A Nan. Rồi tới cái kỳ kết tập thứ ba đó thì mới có tạng A Tỳ Đàm. Nhưng mà thôi, ở đây quý vị chắc cũng phải là những người thiết tha về ba cái vụ mà lịch sử đó, cho nên tôi chỉ nói về giáo lý thôi, nhưng mà phải nói sơ một chút chứ không nói thì bà con biết mình đang học cái gì. Thì cái giáo lý duyên hệ duyên sinh đó là về 12 duyên khởi ha, tức là vì đâu chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này, chúng ta là ai, từ đâu chúng ta tới và chúng ta sẽ đi về đâu, đó là giáo lý duyên hệ 12 đời. Đó là những câu hỏi mà được giải quyết qua giáo lý duyên hệ duyên sinh. Còn giáo lý duyên hệ là sao? Giáo lý duyên sinh á, trước khi nói tới duyên hệ mình phải quay lại duyên sinh một chút. Giáo lý duyên sinh là trình bày về cái con đường sinh tử của chúng sinh phàm phu. Còn cái giáo lý duyên hệ là nói đến cái cách thức mà vạn hữu trong cuộc đời này nó tồn tại ra làm sao. Nghe kịp không? Giáo lý duyên sinh là tập trung nói nhiều về chúng sinh. Còn giáo lý duyên hệ là nói tất cả mọi thứ trong đời đất này. Vốn dĩ do duyên mà có và cũng do duyên mà mất. Nó do duyên mà có như thế nào và nó do duyên mà mất như thế nào, và cái
những cái duyên đó nó không phải gói ở trong 12 duyên như giáo lý duyên sinh, mà nó bao trùm đến 24 duyên. Nghe kịp chưa? Bây giờ là tôi sẽ vì trong thứ nhất là vì cái kinh nghiệm của tôi, thì đối với những người Phật tử mà tôi không có tin là họ có căn bản, thì tôi đành tới hướng dẫn theo cái kiểu mà gọi là sơ cơ nhất. Mà tôi hy vọng rằng đó là qua cái lớp này mai mốt bà con nghe nó đến giáo lý thứ nhất là nghe nó giáo lý duyên hệ biết đó là cái gì. Thứ hai đó là đặc biệt đối với những hành giả tiếp niệm xứ thì cái giáo lý duyên hệ này nó rất là quan trọng. Nó quan trọng đến mức mà nếu hôm nay có người đến học Phật pháp với tôi thì tôi sẽ đề nghị họ học từ 9 tháng cho tới 6 tháng về Phật pháp căn bản. Thì trong đó riêng với giáo lý duyên hệ đó là tôi sẽ dành riêng đó là phải là 3 tháng. Dạ. Học mỗi ngày hả? Dạ, giáo lý duyên hệ đó nếu mà học 3 tháng. Mình có 6 ngày đúng. Người ta học 2 năm mình học có 3 tháng, mình nói là mình đã là gì là gọn lắm, bây giờ mình học có 5 ngày là mình giỏi hơn rồi sao mất nhiều. Giỏi hơn nhiều, mà chữ nhiều nghe nó điểu. Ok. Tôi đã nói, mọi thứ trên đời này không có cái gì ngẫu nhiên mà có. Nghe kỹ nha. Mọi thứ trên đời này không có cái gì ngẫu nhiên mà có, rồi cũng ngẫu nhiên mà mất, cái chuyện không có. Đó là chuyện thứ nhất. Không có cái ngẫu nhiên mất và ngẫu nhiên có. Cái thứ hai, không có gì trên đời này mà bản thân nó lại không có đủ sức trở thành một cái sự tác động lên một thứ khác. Tôi nói có chậm, có đủ để các vị nghe không? Trên đời này không có cái gì mà bản thân nó không là nó, bản thân nó không đủ sức để là một tác động lên một thứ khác. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái diện mạo của một con người thì gồm có mặt, mũi, tóc, tai. Thì như vậy mình thấy tóc nó cũng là một phần của diện mạo con người. Nhưng mà cái tóc đó chỉ được kể khi nào mà nó nằm trên đầu của mình thôi. Chứ nếu mà nó rớt xuống đất rồi đó thì xét về trọng lượng không đáng kể, kích thước không đáng kể. Và từ đó mình rất dễ dàng đi đến một cái nhận xét ngây ngô hồn nhiên đó là nếu mà kích thước và trọng lượng không đáng kể thì nó đâu có khả năng để lại một tác động gì cho trời đất vạn vật đâu. Có nghe kể không? Một sợi tóc nó đang rớt khỏi đầu mình theo quý vị nó có còn quan trọng nữa không? Không. Phải không? Vấn đề nằm chỗ đó. Theo trong giáo lý duyên hệ thì không phải như vậy. Trong giáo lý duyên hệ thì một sợi tóc hay là một hạt bụi nhỏ xíu nó hoàn toàn có thể là khởi điểm cho một loạt vấn đề, một loạt sự kiện sự cố rất lớn, rất rất lớn mà mình không ngờ được. Quý vị đang chạy mô tô trên freeway, một chút xíu bụi vô mắt nó có làm cho các vị gặp phiền không? Dạ có. Mà cái phiền nó có thể ảnh hưởng người khác không? Dạ có. Ảnh hưởng nặng đấy chứ. Cho nên là nếu mà một cái vật thể nhỏ xíu xíu nhưng mà nó lại có mặt đúng lúc, đúng thời điểm thì nó hoàn toàn có thể là để làm sự cố sự kiện. Thứ hai, đó là sợi tóc. Mình cho rằng sợi tóc nó không đáng kể, nhưng mà thật ra nó là các vị theo các vị, một sợi tóc trên gối nó có thể mở đầu một hoài niệm lớn được không? Được. Hả? Dạ. Hiểu tôi nói gì hả? Hiểu. Ok. Vòng ông Einstein, ông nói rằng thuyết tương đối có thể được định nghĩa như sau: một chục sợi tóc trên đầu là ít mà một sợi tóc trong ly nước là nhiều. Có đúng không? Dạ đúng. Rất nhiều lần nếu là bà con dọn ăn cho tôi ghê, tôi thấy sợi tóc trong đó là bắt đầu tôi xuống tinh thần liền. Tôi đang đói tôi thấy một sợi tóc mà là tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm xuống lên lên đó là tôi thấy cái sợi tóc là tôi lạnh như sống rồi. Mà biết tôi tự hỏi lòng tôi là đã bao lâu rồi sợi tóc nó chưa được gọi mới ghê. Chờ, nhất là quý vị có học chút đỉnh thì biết cái cấu tạo của sợi tóc nó dễ sợ lắm, nó giống như cái ống nước vậy đó. Đó là cái ống, trong cái ống có nhiều lỗ nhỏ thì nó tích đầy chất nhờn trong đó. Thì khi nó tươm ra thì mình gọi là nó mướt. À, chỉ để thay chuyện này cho nên đi. À, theo trong A Tỳ Đàm thì không có cái gì là nhỏ hết. Có đó,
thì có tự mãi mãi không thì cả thế gian này cũng không. Kìa xem bóng nguyệt lòng sông, ai hay có cũng không mà gì. Tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không. Có thì cái gì cũng có, mà không thì cái gì cũng không. Có thì cái gì cũng có, nghĩa là sao? Có nghĩa là chỉ cần mà nó là nhân duyên cho một thứ gì đó, là coi như là một chuỗi sự kiện bắt đầu liên tục không có điểm dừng. Tôi chửi quý vị chửi tôi, hai người gieo nghiệp khẩu. Đời sau sanh ra tôi bị người khác chửi, quý vị cũng bị người khác chửi. Và người chửi chúng ta tiếp tục gây nghiệp. Nghe hiểu không? Như vậy chỉ có hai câu nói sáng nay nó để là một cái chuỗi dài của khẩu nghiệp mà tôi không biết bao giờ mới kết thúc. Có bây giờ anh Dung Dung được chưa? Hiểu hả? Tức là hai người chửi qua chửi lại là hai người đang gieo nghiệp. Thì chính cái gieo đó là đời sau hai người mình gặt. Mà ai giúp cho mình gặt lại là những người thích chửi. Đúng không? Họ giúp cho mình gặt mà thế là họ phải chửi mình chứ. Và khi họ chửi mình là họ lại tiếp tục. Trong kinh nói Đức Phật á, người ta gặp ngài đó trừ ra người tà kiến nặng thôi, chứ người ta gặp ngài đó là người ta khó cưỡng lại cái chuyện mà cúi đầu hay là cúng dường lắm, tại vì ngài phước báo quá nhiều chứ. Mà các vị khi mà ngài phước nhiều quá đó, khi mà người ta gặp ngài đó, người ta không cưỡng lại được cái tính tâm, mà chính cái tính tâm đối với một người như ngài giúp cho họ rất là nhiều kiếp, đúng không? Còn mình sống sao mình thấy ghét á, thì đời ra sinh ra người ta gặp mặt mình người ta muốn chửi. Thì như vậy vô tình đó mình gieo cái nghiệp xấu cho người khác nữa. Đức Phật với mình khác nhau chỗ nào? Tôi nói hoài, ngài làm cái khó làm, cho cái khó cho, nhịn cái khó nhịn, đắc được cái khó đắc. Còn mình đó thì nói lời khó nghe, cho cái khó xài, cho nên trở thành người khó ưa. Cho nên mình với ngài cũng cũng tầm tầm ngang nhau, ngài cũng khó, mình cũng khó, nhưng mà hình như hơi khác chút đỉnh. Là ngài cho cái khó cho, mà làm cái khó làm, nhịn cái khó nhịn, cho nên ngài đắc được pháp khó đắc. Còn mình thì cho cái khó xài, mà nói cái lời khó nghe, cho nên trở thành người khó ưa. Thì nói như vậy có nghĩa là trong đời sống này của mình, từ một câu nói, một cái ánh mắt, một nụ cười, nó hoàn toàn có thể để lại một cái tác động tiêu cực hay tích cực, thì cái điều đó cho mình. Thì 24 duyên hệ là gì? 24 duyên hệ đó là nói rõ cái sức mạnh của tất cả các nguồn tác động. Nghe kịp chưa? Bây giờ sáng nay đầu tiên là mình học cái duyên đầu tiên, gọi là học về nhân duyên. Học về nhân duyên 24 duyên thì tôi mong là 25 ngày đúng ra theo chương trình đó là mình cứ học rồi học tiếng ngồi tiếng từ kiểu này đó thì không đủ thời gian. Cho nên mà quý vị về thao khi mà một là tôi lúc tôi đi vắng, hai là quý vị về nhà đóng cửa muốn tu nhưng tu, nhưng lúc có mặt tôi thì quý vị đành phải nghe thôi, nó mới đủ thời gian. Chứ có một cái trừ hao nữa là có thể tôi bị yếu bất cứ lúc nào, tôi ngưng, tôi bị mệt chứ lúc sáng thì nó ra mồ hôi nhớt á, nó lạnh mình nhớt, biết đó, biết cảm giác không? Dạ nó ớ, nó nhớt nhớt. Cho đến bao giờ chúng ta chưa đắc quả A-la-hán? Nghe, nghe, nghe chậm nha. Cho đến bao giờ chúng ta chưa đắc quả A-la-hán? Thì cứ mỗi giây phút trôi qua, mỗi giây phút trôi qua, chúng ta không sao tránh được hai thứ nghiệp thiện ác. Chắc quý vị phải nghe lại cho thật kỹ. Cho đến bao giờ chưa chứng quả A-la-hán? Thì cứ mỗi giây phút trôi qua chúng ta không có tránh được hai nghiệp thiện hoặc là ác. Dĩ nhiên, đối với người có tu hành, đối với các cái bậc thánh thấp á, thì cái ác, cái bất thiện nó khác cái người bình thường. Nhưng mà mình phải công tâm mà nó là bất thiện. Cái này chính là Phật dạy ở trong Tăng Chi á. Phân người giàu cho một núi hay chỉ là một chút xíu trên cái que gỗ thì vẫn là phân. Có hiểu không? Dạ, hiểu. Chứ không cứ phải là một số lượng lớn mình mới góp, mà đã là phân người thì dầu cho nó chỉ dính một chút xíu trên cái đầu tâm dễ răng đó mình cũng góp. Mà hay là nó là một cái núi thì một núi phân thì cũng là phân, mà một chút tí ti cũng là phân. Thì cái pháp bất thiện đó dầu nó lớn như là ngũ nghịch đại tội thì cũng là bất thiện.
mà một chút xíu hấy quýt lườm liếc nó cũng là bất thiện. Mình đi cướp nhà băng cũng là bất thiện, mà mình dòm ngó cái trái cà trái ớt của hàng xóm cũng là bất thiện. Phải có niềm tin như vậy mới được. Chứ còn mình cứ nghĩ rằng đó là tiền muôn bạc triệu mới là tội tham, còn chút đỉnh trái cà trái ớt củ sắc củ khoai không phải là tham, thì như vậy là không được. Là bởi vì cái giá trị vật chất nó rất là tương đối, có thể nó nhỏ với mình mà nó lớn với người khác. Quý vị làm sao quý vị có chắc là trái cà trái ớt nó là giá trị nó nhỏ, đem ra ngoài chợ vì qua chợ Hồng Kông thì đúng không bao nhiêu tiền thiệt, nhưng cái bị tiếp trái cà trái ớt là tôi tính trưa nay tôi ăn đó, quý vị thò tay quý vị hái quý vị nghĩ hiểu chưa. Cho nên đó là thể chưa chứng đến A-la-hán thì mỗi giây phút trôi qua chúng ta luôn luôn sống với một trong hai thứ nghiệp thiện ác, hoặc thiện hoặc ác. Và bẩm sinh về cơ thể đó, thì bẩm sinh chúng ta mỗi người thuận một bên tay đúng không, tay phải hoặc tay trái, đó là nói về sinh lý. Còn nói về tâm lý thì bẩm sinh mỗi người trong tâm lý chúng ta cũng có thuận một phía ác hay là phía thiện. Có hiểu chữ thuận không? Dễ làm. Dễ làm gọi là thuận. Có người đó là cái cơ hội để làm cho họ giận ấy, nó đơn giản lắm, dễ lắm. Còn có người thì thấy không xong thì họ tránh nè, chứ còn mà họ từ nhỏ lớn họ không có đẩy họ vô cái thế mà phải nổi điên lên á thì họ không, thấy không xong họ buông, chứ họ không có tự họ đào móc bươi xới để cho nó nổi điên lên, bởi vì họ vốn dĩ họ không có thuận cái tay bất thiện. Nghe có hiểu không? Thì tùy vào mình, tùy vào cái khuynh, một là tùy vào cái một phần đó là cái tiền nghiệp quá khứ, bây giờ mình sanh vào cảnh giới nào. Thứ hai đó là cái khuynh hướng tâm lý mình nặng về tham, về sân, về si, về trí tuệ, về từ tâm, về thiền định. Thứ ba nó là về cái môi trường sống. Thứ ba thì tùy thuộc vào ba cái này nè, cho nên chúng ta là người tánh mát hay là tánh nóng, nhỏ mọn hay là độ lượng, thì tùy thuộc vào cái chuyện là chúng ta thuận tay nào. Có hiểu chưa? Tay chân thì có tay phải tay trái, còn trong lòng thì nó có thiện và bất thiện, thì vấn đề của mình thuận cái nào. Có những người học đạo rất giỏi, hành thiền rất giỏi, nhưng giữ giới rất khó, có không? Dạ có. Thì họ thuận cái đó, họ làm nó thấy dễ. Có người bố thí bất nghịch ý, bố thí dễ lắm, móc nghe nó kêu phước là thòi tay móc cho liền. Nhưng mà khi ngồi nghe pháp đó, thì đối với họ là thiên nan vạn nan. Tôi đã trong đời làm ông thầy dù tôi có biết cái đó, kêu họ làm phước rất dễ, mà kêu họ ngồi yên để nghe pháp, họ ngồi nghe không nổi, bởi vì họ không có thuận cái đó, họ không có thích hợp cái chuyện đó, nhiều đời đó. Rồi có người cái gì làm cũng được, nhưng mà bắt ngồi thiền là không được. Có người kỵ cái giới, có người kỵ thiền, có người kỵ thí, có người kỵ văn. Văn ở đây tức là lắng nghe đó, tùy. Mà Bồ Tát Chánh Đẳng Giác muốn thành Phật á là không có được kỵ cái gì hết. Còn Bồ Tát Thinh Văn á thì còn có thể có điểm kỵ. Ví dụ như mình nghe nói là muốn đắc A-la-hán thì phải có ba la mật đúng. Nhưng mà có những vị họ chỉ vừa đủ thôi, vừa đủ để đắc thôi, chứ họ không có nhiều, không có dư. Trên kiếp chót khi đắc rất là khó. Đắc rất là khó, có những vị đắc không chết liền. Cái phước chỉ vừa đủ để đắc thôi. Cho nên tôi nói đi nói lại, quay lại là sáng nay mình học về nhân duyên. Có nghĩa là mình học về hai cái thuận đó của mình á, mình thuận về cái gì? Mình thuận về cái pháp ác hay là pháp bất thiện, pháp thiện đó, pháp bất thiện hay là pháp thiện. Cơ thể của mình từ ở trên đầu mà xuống tới gót chân mình á, nói thật A Di Đà nó là sắc pháp, tức là vật chất. Mà đã nói vật chất thì nó không thiện không ác. Nghe kịp không? Con người có hai phần là phần xác với phần hồn. Thì cái phần xác là từ đầu xuống tới chân thì cái đó là phần vật chất, tức là phần xác. Mà cái phần xác này nó là quả, nó là quả báo được tạo ra từ nghiệp thiện nghiệp ác đời trước. Cho nên á, trong đời này, trong vạn hữu, từ cõi phạm thiên cao nhất xuống tới cõi địa ngục sâu nhất, thì
quẩn quanh chỉ có ba pháp thôi, đó là pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Nhớ nha, pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Thì pháp thiện ấy, là tất cả những cái pháp lành nào mà xưa giờ chúng ta được biết, như là từ tâm, trí, tuệ, thiền, định, tàm, quý, niềm tin, vân vân, thì đó gọi là pháp thiện. Còn pháp bất thiện là tham, sân, si, ái, mạn, kiến, nghi, phóng, dật, ích kỷ, nhỏ mọn, ghen tị, giả dối, khoác lác, khoe khoang, thì tất cả đều gọi là pháp bất thiện. Thì chính vì cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, nó là nhân nha. Tham sân si là nhân, mà cái vô tham, vô sân, vô si nó cũng là nhân. Do sáu cái nhân này nè, nó mới tạo ra các quả thiện ác buồn vui nha. Thì là tôi đã nói tấm thân này nó không phải là thiện, nó cũng không phải là bất thiện, mà nó là pháp vô ký, là bởi vì nó được tạo ra. Nếu có tấm bảng thì bà con dễ thấy hơn. Thân mình là không thiện không ác, nhưng mà tâm mình nó gồm có hai phần thiện và ác. Tâm có hai phần thiện và ác, đúng là nó có cái thứ ba nữa, nhưng mà tại vì quý vị không học A Di Đà cho nên tôi nói thì nó hơi rối, cho nên tôi nên tìm cách giải, vì tôi đang suy nghĩ làm sao cho nó gọn quý vị dễ nhớ. Tâm có thiện có ác, nhưng mà thân thì là vô ký, là bởi vì thân nó là quả của thiện và ác. Ở đây có lẽ có người thắc mắc tại sao một tấm thân này mà nó lại là quả của cả thiện và ác. Chắc tôi hỏi là các quý vị đồng ý, quý vị hiểu rồi. Có những cái trong cơ thể mình nó phải có để mình cho mình khỏe mạnh và sống lâu, đúng không? Nhưng mà ngược lại trong cơ thể mình nó có những thứ mà lẽ ra nó không nên có đó, cho nên vì sự có mặt của nó mà làm cho mình sống ít hơn, hoặc làm cho mình bị thường xuyên bệnh hoạn, bị khó chịu hơn. Có biết không ạ? Thí dụ như một khúc ruột dư, nó cũng là một phần cơ thể mình, và nó được tạo ra bởi tiền nghiệp quá khứ, nghiệp xấu quá khứ. Chính vì vậy cho nên mình bây giờ cơ thể mình nó bị trục trặc như vậy. Chứ nếu mà mình suôn sẻ như người ta thì mình đâu có gì đâu để mình bệnh. Nhưng mà chính vì do cái tiền nghiệp quá khứ cộng với cái điều kiện sinh hoạt hiện tại, hai cái nha, tiền nghiệp quá khứ cộng với cái sinh hoạt hiện tại, nó mới làm cho mình bị đau răng. Tại vì tôi biết rất nhiều và rất nhiều người cả đời họ không biết vệ răng, vệ sinh răng miệng là gì hết, nhưng mà họ vẫn sống tới 90 tuổi và không bị đau răng. Tôi biết cái tin gì đó mà có, tức là, nhưng mà ngược lại có những người là bẩm sinh họ là 18-20 là bắt đầu răng nó hư rồi, rồi họ đổ thừa là tại sinh con, mà tôi không đồng ý đó. Tại vì tôi đã gặp có biết bao nhiêu người họ cũng bình thường, họ mất một cái hai cái tượng trưng vậy thôi, nhưng mà họ cả đời họ không bị khổ vì răng. Trong khi đó có người khổ vì răng, có người khổ vì da, nó bị những cái chứng bệnh ngoài da mà hành hạ cả đời vậy đó, làm cho họ thiếu tự tin khi họ tiếp xúc với người khác nhiều lắm. Thì như vậy trong cơ thể mình nó có hai phần, đó là có những thứ nó được tạo ra bởi nghiệp lành, và có những thứ nó được tạo ra bởi nghiệp xấu quá khứ. Và như vậy thì học về duyên, cái duyên đầu tiên là nhân duyên, các vị cứ nhớ cái nội dung thế này: trong từng phút có mặt, trong từng phút có mặt giữa đời này, từng phút nha, trong từng phút ngồi giữa đời này, tôi liên tục tạo ra các nghiệp thiện ác. Còn cái nào nhiều hơn cái nào là do tôi tu tập ra sao. Cứ nhớ nhiều đó. Trong từng phút có mặt ở đời, tôi liên tục tạo ra các nghiệp thiện ác. Còn cái nào nhiều, cái nào ít thì là tùy thuộc vào cái chánh niệm, trí tuệ, tàm quý và niềm tin của tôi. Đó là học về nhân duyên. Giáo lý nhà Phật chia ra mình làm nhiều cấp. Cấp 1 cô Loan khỏe. Con dạ. Tạm được thưa sư. Sư khỏe chưa thưa sư? Cũng còn được luôn. Dạ. Nghe nè. Ngày ta chưa biết đạo, ta nói làm suy nghĩ theo như ý mình muốn. Thiệt chậm nha.
Ngày ta chưa biết đạo, ta luôn nói, làm, suy nghĩ theo ý mình muốn. Đó là bước 1. Bước 2. Biết đạo ba mớ, ta làm lành lánh dữ. Vì sao? Vì ta muốn trốn khổ tìm vui. Nghe hiểu không? Là ba ghi giùm ba này. Bước 1. Ngày chưa biết đạo, ta luôn nói, làm, suy nghĩ như ý ta muốn. Thiện ác bất phanh, thích thì cứ làm. Thì đó được gọi là giải quyết bước 1. Bước 2. Biết đạo ba mớ rồi đó thì ta lánh ác hành thiện. Mà vì sao? Vì sao lánh ác hành thiện? Là vì ta muốn trốn khổ tìm vui. Trốn khổ là sao? Là không muốn bệnh hoạn, không muốn xấu xí, không muốn nghèo khó, không muốn thiếu cái này, không muốn bị cái kia. Đó gọi là trốn khổ. Còn tìm vui là sao? Là muốn đẹp, muốn nhan sắc, muốn có tiền bạc, muốn được cái này cái kia. Cho nên mình mới lánh ác làm thiện. Đó là step 2. Nhưng tới step 3, Phật tử mình xưa giờ, những người mà tự nhận là Phật tử đó, thì tối đa chỉ dừng là ở step 2 thôi. Có nghĩa là lánh ác làm thiện để chi? Để trốn khổ tìm vui. Nhưng mà tới step 3 là cái bắt đầu càng lên cao đó, thì cái số người nó teo dần, nó ít dần. Là vì sao? Vì lên cái step 3 nó hơi, chắc, hiểu là đã khó rồi, nó chỉ hành. Tới step 3 là người ta tiếp tục lánh ác hành thiện, nhưng không phải để trốn khổ tìm vui, mà vì hai lý do sau đây. Một người hiểu đạo sẽ không tìm ra cái lý do để mà tiếp tục sống ác. Có nghe hiểu không? Cái người mà đã hiểu đạo đúng mức thì chưa nói đến chuyện là kiếp sau bị cái gì, được cái gì. Chuyện đầu tiên là họ không có tìm ra cái lý do để mà họ sống ác. Tôi ví dụ, mình hồi còn bé, mình mê bịt mắt bắt dê, mình thích chơi năm mười, chơi hổ me ô quan, mình thích nắng đất sét. Nhưng mà khi mà mình học xong 4 năm đại học rồi đó, ví dụ mà bịt mắt bắt dê mà muốn gì mà chơi được thì tôi rất lạ. Quá lạ. Cái lúc đó không ai la mình hết, không có ba mẹ, ông bà, xã hội, không ai nói gì mình hết á. Mình cũng làm nhưng mà nó hết rồi quý vị ạ, nó đã cạn rồi, nó đã cạn hứng rồi. Nó không còn cái điều kiện tâm lý để mà mình tiếp tục mà mình làm cái trò mà mình bắt về đó. Tôi biết là biết rõ đó không? Nó vui lắm. Nhưng mà nó vui là hồi tuổi nào kìa. Chứ ở cái tuổi này thì mình không còn cái điều kiện tâm lý nữa. Mặc dù hỏi lý do thì mình lại ngạc nhiên cái người đã hỏi mình lý do. Hỏi tại sao bây giờ bồ không khoái gì đó nữa. Là bởi vì cái điều kiện tâm lý không còn nữa. Chúng ta không còn cái điều kiện tâm lý để mà đủ vui trong cái trò chơi mà nó quá nông cạn đó nữa. Đấy. Bởi vì sao? Vì thời gian của chúng ta bây giờ nó quá quý đi. Chúng ta một ngày như vậy, cái thời gian mà được nằm ngủ đó đã không có rồi. Rồi phải đi làm ở công sở, hãng xưởng. Rồi bây giờ thời gian đâu mà đi làm cái trò nó. Còn tối đi về tới nhà liền cái xe là nó muốn tắm rửa sạch sẽ. Nhiều khi ăn, có nhiều người họ không muốn ăn. Bây giờ chiều tối ăn lên ký, xấu, chồng bỏ. Mà chưa kể bụng nặng, khó ngủ. Ăn mà còn không muốn ăn thì nói gì chuyện mà đi bịt mắt bắt dê. Đấy. Cho nên là đến cái step 3 đó, người ta không có ác nữa, người ta không có thích làm ác, là bởi vì đơn giản là người ta không còn cái điều kiện tâm lý nữa. Nhưng mà nó còn có lý do thứ hai tại sao nó không sống ác nữa, là bởi vì cho đến bao giờ chưa có chứng là hạn thì chúng ta còn cần đến tiền, tiền công đức ấy. Cái chữ tiền là tiền công đức ấy, chứ không phải tiền là money. Mà hễ ngày nào chưa đắc a la hán thì chúng ta còn luân hồi. Mà còn luân hồi thì chúng ta không thể nào xách cái xà lỏ chúng ta đi luân hồi được hết á. Chúng ta phải có 7 cái thứ hành lý, 7 cái món tiền phải đem theo, là tính, thí, giới, văn, tàm, quý, trí. Tính ở đây tức là cái niềm tin. Cái niềm tin vào cái thiện, niềm tin vào cái thiện, niềm tin vào chánh pháp, niềm tin vào có cái trí tuệ làm nền tảng. Bởi vì tu đầu quần khác người phàm mình điểm này,
khác nhỏ xíu à, điểm nhỏ, điểm điểm nhỏ rất là nhỏ. Một là tu đầu quần á, tin chắc cái điều mình thấy và thấy rõ cái điều mình tin. Còn phàm phu mình á, thấy không rõ lắm cái điều mình tin cho nên mình không tin lắm cái điều mình thấy, có hiểu không? Dạ hiểu. Vậy mà có khác mình nhiều không ta? Hơi nhiều, hơi bị nhiều. Tức là ông thấy rất rõ cái điều ông tin. Và chính vì thấy quá rõ điều ông tin cho nên ông tin chết bỏ cái điều ông thấy. Cho nên tu đầu quần, nói về bố thí, tu đầu quần là đem cho sạch nhà, sạch cửa, mà tu đầu quần không thể nào núng. Tu đầu quần có thể vì giới mà chết chứ không thể nào mà sợ chết mà phá giới. Tu đầu quần là có thể bị chết chứ tu đầu quần không thể nào mà có một cái nhận thức sai lầm về Phật pháp. Còn mình á, giận quá, thương quá, sợ quá, những cái emotion trong đời sống mình nó có thể làm cho mình thay đổi cái cách nghĩ về đạo. Nhưng mà tu đầu quần thì không. Ở đây bà con không tin, tôi nói là chắc bà con có thể tin. Bà con đừng bao giờ mà hồn nhiên tự gạt mình hoặc đi nói với người khác là tôi tin Phật chết bỏ cái đó, tôi không có tin đâu. Tại vì quý vị nói quý vị tin Phật chỉ cần quý vị biết được có 4-5 ông sư mà mình thương quý đó, mà đồng loạt bị tai tiếng, có bằng chứng về gái, về tiền, thì thử cái niềm tin của quý vị nói Đức Phật mà quý vị nó còn nguyên thì tôi nghĩ cũng phải xét lại. Tại tôi có gặp rồi, bỏ chùa, bỏ đạo, bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông, bỏ hết, chứ đừng có ngồi đó mà ra. Mà khi Phật thì không mắc mớ gì bốn cái ông này hết á. Phật thì không mắc mớ gì bốn này, đúng, mà đúng là không mắc mớ không. Ngài đang ở Ấn Độ và Ngài đã mất cái đây mấy ngàn năm rồi, nhưng mà bốn ông này nè làm cho mình tan quan sự nghiệp cái niềm tin đó với Đức Phật. Tôi đã nghe nguyên văn, không phải nghe lại, nghe trực tiếp từ người đó. Tôi bây giờ không còn Phật pháp gì nữa, tôi đã nản lắm rồi. Mà trong khi đó tôi thấy tình hình đó, tôi im ra tôi không nói. Chứ nếu mà ông là người thân, tôi hỏi nhỏ một câu, mấy cái ông mà ông giận nó có mắc mới gì Đức Phật không? Mình không thể nào mà mình bị trúng nắng rồi mình giận mặt trời hết á. Nghe kiểu không? Cái chuyện mình trúng nắng nó mắc mới gì mà mặt trời hết, mặt trời trái đất này không có mặt trời là trái đất này sao mình sống đây. Nhưng mà mình không hiểu được cái giá trị của mặt trời mà mình cứ bị bực cái chỗ mình bị nám mặt, mình bị bỏng da, rồi mình bị cảm nắng, rồi mình bị nực, bị đổ mồ hôi, từ đó mình làm giận mặt trời thì sai. Đức Phật không có mắc mới gì mấy cái người mà làm cho mình mất đức tin đấy. Cho nên có cái đêm đó có một bà thánh cư sĩ bảo tụng kinh khuya. Tôi vẫn phải mở mặt đi một chút, bắt đầu tôi biết tôi đi xa lắm rồi đó, nhưng mà nhớ nhắc tôi quay lại. Kinh khuya ngày xưa, thời xưa Đức Phật Chư Tăng và cư sĩ họ cũng tụng kinh khuya, nhưng mà họ tụng khác mình 1000 lần. Mình tụng mà mình không hiểu điều mình tụng. Và chính vì mình tụng mà mình không hiểu cho nên đó, mình tụng 10 năm trời đó, cái năm đầu tiên với năm thứ 10 đó, nó có khác nhau. Nhưng mà thời Đức Phật đó, người ta tụng kinh là người ta ôn lại cái người ta đã học và đã hiểu. Và cứ mỗi lần tụng người ta lại thêm một lần tiêu hóa và thấm thía. Cho nên cũng bài kinh đó mà cách đây 4 ngày đó là họ tụng bằng cái tâm trạng khác, mà hôm nay họ lại tụng bằng cái tâm trạng khác. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, mà con đừng bao giờ nghĩ lầm rằng là cái bài kinh đó tôi hiểu rồi nha. Ngay cả Ngài Xá Lợi Phất còn chưa có dám nói là cái bài kinh này tôi hiểu rồi. Là bởi vì mỗi một bài kinh được Đức Phật thuyết giảng bằng Phật trí, nó sâu như đại dương vậy quý vị. Tức là tùy vào cái khả năng nhận thức của mình mà mình hiểu bài kinh nó bao bao sâu, bao rộng. Có hiểu không? Và cái trí càng nhiều á, văn tư tu mình càng nhiều thì cái mức mà liên kết kinh này với kinh kia nó cũng lớn theo. Cho nên nếu mà mình mà học đạo bằng cái đầu mà cái não trạng mà chật hẹp
thì mình chỉ thấy bài kinh nó gồm có cái ô này thôi, vậy là xong rồi, tôi học tôi hiểu rồi, cái chữ nó nghĩa là vậy, vậy xong. Nhưng mà không, đối với bậc đại trí họ không chỉ đơn giản là miếng bài kinh đó, mà họ còn tìm ra vô số cái mối liên hệ giữa kinh này và những vấn đề khác trong vô số bài kinh khác. Tại mà tại sao phải làm chuyện đó? Khi mà mình tìm ra được những mối liên hệ đó là tự nhiên đó, là cái vấn đề nó tự nhiên nó rộng hơn, nó lớn hơn. Và chính cái biết này nó lại củng cố cho cái biết kia, nó tô điểm cho cái biết kia. Còn mình học kiểu mình chỉ biết ở bài kinh này nó gồm có bao nhiêu chữ khó, là trong chú giải là coi là xong. Thì cái bà này bà, bà cũng tụng kinh khuya mà tụng theo cái kiểu mà tôi nói đó, tụng xịt miếng nước trắng. Bà đang tụng như vậy thì bà thấy ở góc nhà có một cái quần sáng chói lòa. Gặp mình thì một là mình sẽ rất là sợ hãi, một là mình sẽ rất là sợ hãi, cảm ơn. Còn hai nữa là mình sẽ thích chí lắm, bởi vì có mình tụng kinh, có thiên thần hộ pháp tới phò trợ cho mình. Bà đang tụng cái bài ngưng này, trong kinh nó rõ là bà đang tụng cái bài kinh Parayana, tức là bài kinh vượt qua bờ kia. Bài kinh nó rất là sâu, bài kinh nó nội dung sâu đến mức mà ngày sao là phát ngày làm hạt vì bài kinh đó mà ngày ngày có một phần chú giải riêng, mà đời sau á mình nếu mình ngày thì ngày nói miệng thôi, nhưng mà về sau mình thì mình đem in lại nó là khoảng 500-700 trang bài kinh nó sâu. Thì bà dừng lại bà hỏi vị nào đó thì có tiếc đó là tôi là thiên vương Tỳ Sa Môn, có việc đi ngang đây nghe bà chị tụng kinh, tôi đứng lại tôi nghe, tôi rất là vui, tôi vui lắm, tôi tính tặng cho bà chị món quà. Bây giờ cũng gần rạng sáng rồi, ngày Xá Lợi Phất và Quyền Liên đang dẫn 500 tỷ kheo đi cắt ngang cái ngôi làng này để đi về một phương khác. Nhưng mà các sáng nay là coi như các vị bụng đói, bởi vì phải đi đến chỗ nào đó mới bắt đầu đi khất thực. Tôi muốn bà chị cúng dường buổi sáng dùm. Thì bà nghe như vậy, bà cảm ơn xa thứ, tôi cảm ơn ngài có lòng nghĩ đến tôi. Thì bà là người cũng có của nã lắm, mà quay người qua bà kêu gia nhân mà nó chuẩn bị khẩn cấp 502 phần ăn cho hai vị thượng hữu và 500 tỷ kheo tùy tùng. Xong rồi bà cho người ra ngoài đầu làng đứng chờ. Thì trong vòng có 3 sai cành sau là hai vị tôn túc đi ngang, thì họ mới thỉnh ngài về. Họ thỉnh ngài về nhà thì hai vị trưởng thượng đang ngồi dùng sáng. Xong thì ngài sẽ bắt ngài hỏi làm sao mà bà biết chúng tôi đi ngang đây. Cái bà mới kể, mới nói khuya nay trong buổi kinh khuya chư thiên báo cho con biết. Cái ngài khen ngài nói sa thú làm thay, một người cư sĩ ở nơi hẻo lắm thế này mà có thể giao thiệp trực tiếp với một vị thiên vương lớn như vậy. Bởi vì vị này là một trong tứ đại thiên vương. Thì bà nói bạch ngày chưa đâu, nó có chuyện còn đặc biệt hơn nữa. Con là người cư sĩ, có chồng, có con, có nhà, có đất. Nhưng mà Thế Tôn xác chứng con là người đắc tứ thiền, cũng sống ly dục. Thì ngài nói lại là một điều đặc biệt đó, bạch ngày chưa còn nữa. Chính Thế Tôn xác nhận con đã chấm dứt năm hạ phần kiết sử, là một vị A-na-hàm, sau kiếp sống này con không quay ra lại dục giới. Cái ngài sẽ là mất, nó quá sức đặc biệt. Cái đó bạch ngài còn nữa. Khi con cúng dường cho chúng tỷ kheo, con không hề phân biệt đây là vị La Hán hay là vị Phá Giới. Nãy giờ tôi mất rất nhiều thời gian để tôi kể cái câu chuyện đó, mà mục đích là cái chỗ cuối cùng. Đây là cái chỗ mà tôi suy nghĩ rất là lâu, trong nhiều năm và nhiều năm. Một người đắc A Na Hàm mà đắc tứ thiền, đệ nhất cư sĩ, tính là vai vế đứng trên mà Quý Sa Kha. Và Quý Sa Kha chỉ là đệ nhất thí chủ thôi. Còn mà gọi là đệ nhất tín nữ, nghĩa là con gái lớn mình cư sĩ đó. Bởi vì ngài có 4 chúng tỳ kheo ni ở tỳ kheo tăng á, là trai trưởng là ngài Sa Phất, bên ni rồi trai mà con gái lớn là Bà Khê Ma, mà bên ni bên tín nữ cư sĩ là cái cô bà đây là tức là 4 chúng là biết bao nhiêu người, mà 4 người đứng hàng đầu là cái gì biết, không phải nhỏ. Mà tôi suy nghĩ hoài, tôi suy nghĩ lạ, cái đó có ở đâu hay trời. Nhưng mà còn càng già thấy xuất sắc,
con là vị A-la-hàm, con là vị tứ đắc tứ thiền sắc giới, sau đời sống này con không quay lui nữa. Nhưng mà khi cúng dường cho chúng tăng, con không hề có lòng phân biệt đây là vị la hán hay là vị phá giới, tức là vị đạt đạt, vị đó đạt tới cái mức mà biết rõ lá vàng không phải là lá xanh, nhưng mà không hề có tâm phân biệt giữa lá vàng và lá xanh. Có hiểu được này không? Còn phạm vô mình á, mình phân biệt lá và trái, rồi trái sầu riêng và trái nho, có hiểu không? Nếu nói về hình dáng là nho với sầu riêng là mình thấy nó khác rồi, rồi kích thước, rồi mùi vị và giá trị vật chất nó khác nhau ngàn trùng, đúng không? Tức là mình phân biệt cái là toàn là một bên nho và một bên sầu riêng, hoặc là một bên ruột sầu riêng và một bên vỏ sầu riêng. Như đối với vị thánh thì không, các ngài nhìn bản pháp nếu cần thì các ngài tất cả đều là mù sương như nhau, và nếu cần phải phân biệt thì các ngài cũng cái phân biệt đó nó nhẹ nhàng lắm, chỉ biết đây là lá vàng, đây là lá xanh thôi. Chứ biết tôi nói có hiểu không? Hiểu thì gần, không hiểu được thì gần. Tức là cũng biết hai cái này nó khác nhau, nhưng mà cái lòng nó nhẹ lắm, mà là vì cái sự khác biệt giữa hai cái lá đó, nó quá mềm đi. Cái sự khác biệt giữa hai lá rất là mềm. Còn mình đó thì mình thấy sự phân biệt giữa cái trái nho với trái sầu riêng lớn diện lắm chứ phải không? Nghe kịp không? Hoặc là mình chỉ cần biết ở đây là 70, 80, hai cụ xong. Còn mình phân biệt đây là gái 18 giờ và 81. Có khác không? Tức là một bên là 81, bên 18, mặc dù số hai số giống nhau thôi, đầu thôi đã đổi xuống đỉnh thôi. Nhưng mà mình thấy hình như 81 cũng khó câu hơn cái 18. Và chính vì cái chỗ phân biệt này nè, cho nên là mình mới khổ, khổ vì cái 72 và 27 đó. Thì tôi mới trở lại ở đây, tức là cái tôi đang nói về nhân duyên, tức là thiện ác đó. Thì cái người không biết đạo thì họ chỉ biết mơ hồ thôi, chỉ biết làm lành đó thì được vui, làm ác bị khổ, họ biết cái đó. Nhưng mà họ không có biết là trong đạo mình có tới ba cái step như vậy đó. Step 1, tôi ôn lại nha. Step 1 là không biết gì hết, chỉ nói, làm và suy tư theo ý mình thích. Đó là step 1. Step 2, biết phân biệt thiện ác, làm lành lánh dữ với mục đích là trốn khổ tìm vui. Mà tại sao cái step này mình nghe nó đã hay quá rồi mà lại bị xếp như mới xếp hàng thứ hai là sao? Là bởi vì nó còn nằm ở trong cái vòng luẩn quẩn. Cho đến bao giờ mà anh không thấy rằng anh là bệnh nhân ung thư kỳ cuối thì anh mới có hứng thú trồng hoa, chơi lan kiển. Nghe kể không? Nhưng mà không cho lắc đầu. Chưa hiểu ý. Có nghĩa là khi mà mình chưa biết rằng mình đang sống trong những ngày tháng cuối đời á, thì mình mới có hứng thú để mình bày cái trò này trò kia đó. Nhưng mà khi mình biết rõ rằng đó, mình là kẻ tử tù, mà biết bị kêu ngồi ghế điện lúc nào, hoặc là mình biết rõ là mình bị ung thư kỳ cuối, mình biết mình sẽ đi lúc nào, thì lúc đó những cái trò tiêu khiển giải trí mà xưa giờ mình rất là tâm đắc đó, bây giờ nó không còn nữa. Nghe kịp không? Quý vị biết chiều 30 Tết tôi đi máu tươi, quý vị biết không? Tôi sợ đến mức mà tôi phải làm một việc vô cùng mất vệ sinh, đó là tôi phải lấy cái phone tôi chụp lại. Tôi chụp lại cái toàn bộ vũ trường, hiện trường vụ án để mà tôi gửi đi cho mấy người quen, hỏi cái đó là cái gì vậy? Thì họ ai cũng xuống tôi đi bệnh viện đó. Thì tôi gọi thẳng cho một cô Phật tử, cô là bác sĩ internal, mà may mắn là có duyên gì cái vụ đó nữa, vụ đường ruột cũng chạy vô. Cô nói bây giờ sư muốn đi cấp cứu cũng được, nhưng mà sư có nghe đau đớn, nó không đau hết tự nhiên thôi. Thì cô bị nghi ngờ là tôi bị vỡ cái mạch máu đó thôi. Rồi đúng, thì qua đêm thì nó cũng ok. Nhưng mà các chị biết, ngay khi mà tôi biết tôi thấy máu rồi đó, đau sinh lý thì không, mà đau tâm lý quá lớn. Tôi vô tôi nhìn cái vali hành lý tôi thấy nó vô duyên. Cái đôi dép mà người ta mới mua tôi mang vừa chân tôi thích lắm, tôi cứ nhìn nó hoài, tới hồi tôi bị bệnh rồi tôi nhìn nó cũng vô duyên. Tôi nhớ là tất cả những gì của tôi đang để bên châu Âu và ở thêm ba, tất cả đều rất là vô duyên. Và tôi hơi chạnh lòng, tôi nhìn ra cửa chùa, tôi nghĩ không biết có phải đây là lần cuối cùng mà tôi ăn Tết hay không.
Mặc dù có Tết có gì đâu ăn. Bị tiểu đường mà làm gì có Tết. Các bị thấy chưa? Chỉ có đi ra một chút xíu máu thôi. Mà sau này tôi mới biết là nhiều người họ đi về vậy rất là thường. Bây giờ đi bị ra máu tươi thường lắm. Ừ. Đây là đầu tiên trong cuộc đời mình bị cái đó. Cho nên tôi muốn đem chuyện riêng này tôi nói bà con biết nữa là bà con có yêu đời cách mấy. Chỉ cần bị một chút xíu dấu hiệu của cái chết, của trọng bệnh. Dấu hiệu thôi nha, chứ mình không biết chắc có phải không đó. Là tinh thần nó xuống dữ lắm. Ừ. Cho nên đây là lý do tại sao mà tôi mới nói được. Khi mà mình sống trong đời này bằng tâm trạng của một cái người mà sắp chết thì mình có cái cảm nhận rất là khác về cuộc đời chung quanh. Cho đến bao giờ mà chúng ta chưa có sống bằng cái tâm trạng của kẻ chết á, chúng ta chưa có thể sống ra hồn được. Chỉ có người nào mà có từng nghe bước chân của thằng chết á, từng nghe tiếng gõ cửa á, thì cái người đó mới hiểu được lan man phần nào lời Phật dạy. Tại sao vậy? Vì theo cái tinh thần Phật pháp rốt ráo đó thì hành giả phải thấy được rằng mình đang chết trong từng phút, chứ không phải là chết, không phải là cái chết cuối đời mà cứng đờ mà lạnh ngắt, thì cái đó là nó quá muộn rồi. Mà phải nói rằng chúng ta cái mục đích rốt ráo của hành giả là phải thấy rằng mình đang sanh diệt trong từng phút. Chính vì vậy cho nên mới có cái step 2, có nghĩa là khi hành giả biết bước ba mới Phật pháp thì sẽ thấy rằng mình phải làm lành lánh dữ để đời sau sinh ra mình có thể trốn khổ, tìm vui. Trốn khổ là không bị những cái bất toại, và tìm vui nghĩa là mình có được những cái như ý. Nhưng mà tới cái step 3 thì không. Tới step 3 thì chúng ta cũng tiếp tục trốn khổ, tiếp tục lánh ác hành thiện. Nhưng mà vì hai lý do sau đây. Thứ nhất là vì chúng ta không có lý do để ác. Và cái lý do thứ hai nữa là chúng ta cần tới ba la mật. Chúng ta còn cần tới ba la mật. Có những người thì tôi sợ nhất là ba mớ đó, chưa gì hết mà nói câu siêu tu là đừng có chấp thiện pháp, đừng có chấp được bạo, thì cái đó trong cái câu nói của họ nó có đúng 50 nhưng mà nó có 50 sai, là bởi vì trong rất nhiều thời pháp tôi tâm đắc với cái đề tài là công đức chỉ là tấm vé tàu á. Trước khi chúng ta hoàn tất chuyến đi đó thì tấm vé tàu nó có giá trị. Nhưng mà khi xuống tàu rồi nó còn tệ hơn tờ giấy trắng nữa, vì tờ giấy trắng mình còn xài được. Còn cái nó chỉ là rác. Mà nó nhỏ đến mức mà đem đi nhúm lửa cũng không đủ nữa. Nó nhỏ đến mức mà cái này dễ đủ để mà đi ngoái mũi thôi, chứ còn chỉ có thấy cái tờ vé tàu chứ. Nó nhỏ xíu à. Yeah. Thì cái công đức nó y chang như vậy. Và có một lần tôi nhìn thấy một cái cảnh mà nó ám ảnh tôi tới bây giờ, đó là một buổi chiều mùa đông rất là lạnh ở Thụy Sĩ. Trên ga rất là đông người đứng rung như nè, mà ai cũng muốn có một chỗ ngồi hết á, ngồi chờ tàu tới, mà trên ga thì chỗ ngồi không có nhiều. Lát sau cũng chắc cũng phải nửa chờ chuyến nó phải nửa tiếng, thì lát sau tàu tới thì những người nãy giờ được ngồi và những người nãy giờ không có chỗ ngồi tất cả đều phải lên tàu hết. Khi lên tàu rồi thì ai cũng vui vì có tàu ngồi rồi. Vì riêng tôi nhìn lại, tôi nhìn cái băng ghế đó, tôi nghĩ giờ nãy ai cũng mong có chỗ để ghé, để ghé cái mông lên đó, giờ không ai màng hết đó. Nghe hiểu không? Có bao nhiêu vị trí trên đời ai cũng mong là mình có mặt trên vị trí đó, nhưng đến một lúc nào đó tất cả đều phải bỏ nó mình đi, như là những cái băng ghế trên sân ga vậy thôi, chứ không có gì hết. Rồi tôi nhìn lại cái miếng vé tàu trên tay tôi cũng chừng nhớ tôi, nó cũng vậy, tức là cái vé tàu thì sĩ cái giá trị nó còn ngắn nữa. Có nghĩa là khi mà cái người soát vé đã bấm lên đó rồi đó là coi như xong, nó còn giá trị gì hết. Thì cái bước hai của trong đạo Phật là gì, đó là làm lành lánh dữ để mà tránh khổ tìm vui. Nhưng mà tới cái bước ba đó thì hành giả thấy rằng thiện ác đều là nhân sanh tử. Vì sao? Vì buồn vui đều là khổ như nhau. Cho nên cái bước ba là phải ghi thế này: khi thấy buồn vui
đều là khổ, thì hành giả thấy thiện ác đều là nhân sanh khổ. Tôi dẫn chai không có dùng bản cho nên biết bà con cứ nghe kịp không? Cái step 3 đó. Khi mà hành giả đến cái bước thứ 3, hành giả thấy rằng sướng cách mấy cũng vô ngã vô thường, mà khổ cách mấy cũng vô ngã vô thường. Nếu như vậy, nếu cái quả lành và quả khổ, quả xấu á, nó đều là vô ngã vô thường, thì cái nhân lành và nhân xấu nó cũng đều vô ngã vô thường. Nhưng mà biết nó vậy nhưng mà vẫn phải hành thiện là vì sao? Bởi vì nếu anh không hành thiện thì anh làm gì anh có khả năng anh nhận thức được điều này. Có hiểu không? Nếu mình nói rằng thiện vui cho lắm, khổ cho lắm thì cũng là sương khói. Nếu mà nói như vậy thì cái thiện ác nó cũng là sương khói, đúng. Nhưng mà tại sao anh tiếp tục là hành thiện? Lý do đơn giản. Bởi vì nếu mà anh không hành thiện lánh ác thì đời sau, thứ nhất anh biết bao giờ anh thoát khổ. Và thứ hai, hôm nay mà anh có được nhận thức là do đời trước anh là lánh ác hành thiện. Nếu mà anh không có lánh ác hành thiện thì đời đời anh không có cái khả năng mà anh nhận thức những điều mà nãy giờ tôi nói. Mà cái đau thương nhất cho những ai sống trên đời này mà thiếu cái nhận thức. Tôi nhắc lại lần nữa, quý vị có thể là một người rất là nhiều chuyện, một người rất là thích mua sắm, một người rất là thích hưởng thụ, một người rất là thích vui chơi, du lịch. Quý vị có là ai đi nữa, quý vị có là một người Phật tử tinh tấn cách mấy đi nữa, nhưng mà gom chung lại phải là người Phật tử có nhận thức. Rất là đáng buồn, rất là đáng sợ cho những người nào có mặt trên cuộc đời này mà hoàn toàn mù tịt về bản thân, không biết tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ đi về đâu, và bây giờ tôi phải làm gì. Cái kinh hoàng nhất đó là khi cái giai đoạn tuổi trẻ mà hãnh tiến, không biết hãnh tiến mà, biết hãnh tiến không? Hãnh tiến là proud á, tự hào. Tự hào về sức khỏe, tự hào, tự tin về sức khỏe, về nhan sắc, về tiền bạc, về quý tiếng tâm, về uy tín xã hội, về quyền lực. Cái giai đoạn nó qua đi đó thì chúng ta sẽ đi vào cái giai đoạn bóng tối, giai đoạn hoàng hôn của cuộc đời. Có nghĩa là lúc đó không còn cái gì ra cái gì nữa hết. Trời chiều nó đã tắt nắng rồi. Thì bao nhiêu cuộc chơi cả ngày bây giờ nó cũng đã lụi. Trẻ con thả diều trên cánh đồng nó đã thu dây, xếp diều về nhà, chuẩn bị đi ngủ. Còn là một kẻ nào đó chậm chân còn sót lại trên cánh đồng chiều, nó quạnh quẻ mà nó vô duyên làm sao, bị cuộc chơi nào cũng tan, cục nước đá nào cũng tan. Thì mình thấy ngày hữu giác, bây giờ vô trung hữu, ngày tâm châu cũng vô hữu. Các hòa thượng mà mình nghe nói chưa thấy mặt cũng đã vô hữu. Hòa thượng Đức Niệm ở bên Los, hòa thượng Khánh Anh bên Paris, rồi bây giờ tới hòa thượng Làng Mai thì chưa vô hữu nhưng cũng chân trong chân ngoài. Biết chân trong chân ngoài không? Có nghĩa là bây giờ còn có một tay một rồi, mà cặp mắt thì coi như là hết thần rồi. Hồi xưa thì người ta kêu là dưỡng thần, chứ giờ còn thần ở đâu dưỡng. Get like, đang boarding còn được, giờ đang boarding. Đang boarding đó, mà cái này phải get like được hơn cả get like nó rồi, giờ coi như đứng trước cửa rồi đó. Chờ mà tới phiên mình vô lấy ghế thôi. Tại chứ sinh năm 26 mà. Sinh năm 26 thì bây giờ nhiêu? Cũng tròn 90. Tròn 90 rồi. Cho nên đó là nghĩ nó cũng nản. Thì cả cuộc đời Hòa Thượng cũng một thời là sinh viên ở Hòa Thượng cũng học Stanford. Rồi cũng một thời là bạn thân của ông Martin Luther King, Nguyễn Đức Hạnh á, một thời là thủ lĩnh cho biết bao nhiêu phong trào sinh viên trong và ngoài nước, một thời là bạn bè thù tạc với hàng trăm linh mục châu Âu, một thời là tổ sư khai sơn sáng lập Làng Mai, một thời là cái như là đệ tử toàn cầu về quy tập ở dưới chân giống như là một vị giáo chủ. Bây giờ thì chỉ ngồi xa lăng là đệ tử mớm cháo vô từng miếng, chỉ chờ lúc mà đi thôi. Cho nên là chính từ cái lẽ này cho nên mình thấy rằng tới cái step 3 của đạo Phật đó là khi nhận thức được rằng
buồn hay vui đều là mù sương, thì thiện ác cũng là mù sương. Nhưng mà ngay trong cái nhận thức đó, bản thân nó đã là thiện. Nghe hiểu không? Bản thân cái nhận thức thiện ác là mù sương, thì bản thân cái nhận thức đã là thiện. Và nếu chưa đắc la hán còn tiếp tục tái sinh, thì chính cái thiện đó là để tiếp tục đưa mình đi lên, để đời sau kiếp sát khác mình sẽ ra, tiếp tục mình có trí tuệ, tiếp tục cái con đường cũ để mà đi. Và tôi biết tôi nói cái này sẽ gây sốc cho rất là nhiều người trực tiếp và nghe lại. Đó là nếu mà nói cho nó rốt ráo thì cái quả vị la hán là cái quả vị mà mình cần đạt tới, nhưng mà nó không phải là cái gì đó để gọi là hay ho thì không. Là bởi vì nó là sự kết thúc của một hành trình rong chơi vô nghĩa thôi. Nó chỉ là sự kết thúc chứ không có gì hết. Cho nên dĩ nhiên là vị A-la-hán thì hết ngã mạng rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà ví dụ như mà các ngài có muốn đó, có muốn mà tự hào tự đắc cái chuyện mà mình không còn sự luân hồi nữa đó, thì ngẫm kỹ nó biết, mình biết mình tự hào chỗ gì. Là bởi vì là các vị A-la-hán giống như một cái người bệnh, sớm nhận ra mình bị bệnh, sớm chấp nhận trị liệu và nay đã get well, đã bình phục. Yeah, còn mình á, thì mình không biết là mình bị bệnh, như vậy thôi. Và khi mà mình không biết mình bị bệnh cho nên mình không có tiếp nhận trị liệu, mình không có thực hiện các liệu pháp, và thế là mình tiếp tục bị đau, tiếp tục bị bệnh. Cho nên học nhân duyên là sao? Học nhân duyên để thấy rằng ngày tôi chưa biết đạo, thiện ác gì cũng làm, nhân xấu và nhân tốt tôi sống không phân biệt. Mà cái không phân biệt đây không phải là tôi bằng A-la-hán, mà bởi vì tôi không biết để mà phân biệt hai cái khác nhau, có nghe kịp không? Người ta không phân biệt là vì người ta thấy rằng tụi nó đều vô ngã vô thường. Còn ngồi mình không phân biệt là cái đầu mình ngu quá, không biết gì hết, hai cái nó khác nhau. Một cái người dễ nuôi, cái gì ăn cũng được, có hiểu không? Rồi cái trường hợp thứ hai, một đứa bé ra biết mới biết bò, cái gì cũng bỏ vô miệng, hai người này giống nhau không? Dạ không. Hả? Tôi là tôi có gặp bên thị sĩ, có bên Mỹ, có gặp những người dễ ăn lắm, dễ ăn vô cùng. Cái anh này bên thị sĩ anh giàu lắm, anh giàu lắm. Một năm anh vô 1 triệu, mà anh dễ ăn đến mức mà tôi nói anh này chắc phải chụp hình để mà thờ thôi. Tức là tôi cũng quý cái hạnh mà đầu đà ăn trong bát, nhưng mà anh này tôi phải thờ anh. Tại vì lại sao thờ? Là bởi vì anh là cư sĩ có tóc, anh có vợ có con, mà anh dễ ăn đến nó không có tả được. Anh đi làm về đó, là bữa nào mà bà vợ mà có chuẩn bị thức ăn á thì anh ăn, còn không có anh mở tủ lạnh ra, tại tôi ngồi ngay trước mặt anh mà, tôi ngồi bên bạn tôi đang ngồi đi gọi viết bài, anh mở tủ lạnh ra cái bánh kem á, bánh sinh nhật á, ai ăn còn dư gốc anh để đó, rau luộc ai ăn còn mớ nhúm mình để đó, anh mở tủ lục, ok, cơm chiên để bánh ướt còn 2 miếng để đó, canh mướp ha, canh mướp hôm qua còn cách 2 đêm rồi, để vô. Cái gì là phút là cho vô hết. Phút cho vô hết. Và chàng bắt đầu chàng so tay, chàng ngồi giống như là triệu phú mà vô mâm cổ vậy đó. Chàng ngồi chàng xử lần lượt hết trơn cái bàn đó luôn. Có nghĩa là dạ, có nghĩa là ổng đạt tới cái cảnh giới mà gọi là đổ xăng cho máy, chứ không phải là ăn mà ổng đổ xăng thôi. Mà đổ xăng là đâu ai hửi làm chi, đâu ai vừa đổ vừa hửi. Cho nên là chỉ cần biết đó là xăng thì mình cứ cầm cái còi bóp thôi. Thì chàng của tôi đó là chàng chất ra mà hội đồng thương đấy, mà lúc bữa xuống tôi ngạc nhiên, cao siêu vậy đó. Anh này đó là chỉ cần đè trở xuống cạo đầu là thành ra là đầu đà đại sư, không cần truyền giới pháp gì hết, cực kỳ đơn giản. Nhưng mà anh không phải là anh không biết phân biệt, vì anh ngu, vì anh có bằng doctor physics á. Nhưng mà tại cái trong cái đầu anh đó, anh xét trên một cái bệnh viện gì đó thì anh thấy tụi này nó có điểm đồng. Biết nói hiểu không? Tức là anh thấy rằng nếu mà nói về sinh tố và dưỡng chất để nuôi mạng thì mấy thằng này chọn chung lại thì nó không có thua gì một cái mâm cao cổ đầy hết. Miễn là nó đừng có làm cho chả tối sát quần chạy thôi.
Và vì mình chắc ăn cái này lâu ngày nên cái sức đề kháng của con chả phải nó phải là cái immune system của nó là thầy của ba cổ nó mạnh lắm. Vì không mạnh ăn là nó chết lâu rồi. Và sẵn tôi cũng nói luôn là người ta phát hiện ra là trong cái thân của con ruồi, con lằn á, con ruồi xanh á, nó có khả năng kháng khuẩn cực mạnh, cái gì biết không? Mình tưởng nó dơ, thật ra cái con đó là khả năng kháng khuẩn nó cực mạnh. Tại vì nó đã dơ, nó thầy rồi mà nó dơ nữa thì đâu có gì đùng đùng cá dám gặp nó, tất cả gì đùng gặp nó đều ngã nó hết. Thì cái gì ở đây mình thấy có hai trường hợp, một là không phân biệt là vì không biết gì hết, và thứ hai họ không phân biệt là vì họ biết quá nhiều. Biết quá nhiều, biết quá nhiều đến lúc nào đó mình coi thì không phải mình biết, không phải mình không, nhưng đến lúc nào đó mình thấy thị phi nó là vô nghĩa. Nó khen mình cho lắm thì nó cũng về, nó quên sạch và nó trùm mền nó ngủ, mà nó có chửi cha mình xong nó về nó cũng trùm mền nó ngủ. Có mình ôm cái cục khen cục chê là mình khổ suốt đêm. Có mình là tại vì thật ra mà nói đó, tôi biết tôi nói là nhiều người sốc lắm nhưng mà phải nói trên đời này có 99% sự việc, tôi nói rõ là tôi không phải nói 100% nha, tôi đã nói 99% sự việc trên đời này nó chỉ có thật khi ta nghĩ tới nó. Tại sao 99 là tôi trừ ra 4 chuyện: thứ nhất là pháp luật, hai là bệnh hoạn, ba là nợ nần, bốn là kẻ thù. Vì bốn cái này dù mình không có nghĩ tới nó thì nó vẫn tiếp tục có mặt, tiếp tục là mối đe dọa. Còn ngoại trừ ra mấy cái năm bốn cái này đó, thì tất cả mọi thứ trên đời này nó chỉ có thật khi ta nghĩ tới nó. Sáng nay tôi nói với các vị nghe nhiều chuyện đó, rất là khó chấp nhận, rồi về chắc phải suy nghĩ lại thôi. Cái ông hàng xóm rất thương cô biết không? Hiểu tôi nói gì không? Có hiểu không? Hỏi lộn bà này nè. Tôi hỏi cô, cái ông hàng xóm ông rất thương cô, mà nếu cô không biết gì hết thì có gì thay đổi cuộc đời cô không? Dạ không. Bây giờ hiểu chưa? Dạ. Và trên thế giới này dân số trên thế giới là 7 tỷ người, thì trừ ra những người nào mà mình có quan hệ đặc biệt là ghét hay là thương, thì những người còn lại chỉ cần mà mình không quen biết với họ thôi thì cái sự có mặt của họ cũng hiểu chưa? Bây giờ hiểu mày hiểu là trên đời cái gì nó chỉ gọi là có khi ta để tâm tới nó mà thôi. Bây giờ hiểu phải không? Bây giờ các vị, nhưng ở Nguyễn Lê nói là 2 triệu người Trung Quốc mà chết đói không quan trọng bằng cái răng sâu của mình. Mình nghe mình thấy rất là tàn nhẫn, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Tôi mà bị nhức răng rồi là cả vũ trụ này nó màu xám xịt. Mà tới lúc mà bữa nào mà tôi khỏe tôi vui đó thì 8 lần cái bảo IMA, bảo Hawaii gì đó tôi nhấn đi hết, thì nó phải trong thành phố của tôi. Nó ra rất là ác, nhưng mà phải nói là những kẻ mà đi dự đám tang ở funeral home có bao nhiêu kẻ thật sự là gọi là chia buồn. Thí dụ như bạn thân nha, thì má bạn chết thì mình cũng tới, trước khi đi mình cũng lựa cái màu son nó hơi màu trầm chút, mặc bộ đồ nó hơi tăng tan chút, rồi tới mặt mình diễn cái nó hơi buồn buồn, nó hơi sầu sầu chút là xong. Mà toàn là diễn thôi chứ mình có mắc gì mình buồn, tự nhiên má của bạn con đâu phải là gì của mình, mình mắc gì mình buồn, bởi vì họ là người dân. Cho nên trong đạo á, trong đạo Phật mình, tôi giảng mới vừa giảng trên về sinh nha, tôi nói rằng cái đạo mình, cái vị tổ sư của đạo mình là Đức Phật. Mà chữ Phật ở đây có nghĩa là hiểu biết. Phật là hiểu biết. Mà hiểu biết ở trong đạo Phật mình có nghĩa là thấy. Có nhiều cái thấy lắm. Người tu hành phải có khả năng ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào. Chưa hết, người tu hành khi cần phải có khả năng thấy, có khả năng nhìn người ta như là mình nhìn mình, và có khả năng nhìn mình như là nhìn một người khác. Cái hiểu này không? Nếu bây giờ các vị thấy Phật pháp khó nhớ quá thì chỉ cần nhớ cái câu này của tôi thôi: tu hành chỉ là nhìn thôi. Bởi vì sao? Là vì có những người tu si mà chưa chắc tu look. Lúc mà chưa chắc là tu si,
Không, to look chưa chắc là to see. Quên, to look chưa chắc là to see. Dù là look at hay là look for. Dù là look at hay là look for thì chưa chắc là có cái to see. Quên. Là vì sao? Cứ nhớ câu này. Tu hành là phải có khả năng ở dưới nhìn lên, ở trên, ở dưới nhìn lên để mà biết học hỏi, biết ngưỡng mộ, ở trên nhìn xuống để mà bao dung, để mà tha thứ, để mà độ lượng, ở trong nhìn ra để mà học hỏi, và ở ngoài nhìn vào để mà chia sẻ thông cảm. Nhưng mà hai cái mà tiếp theo tôi cho rất là quan trọng, đó là Phật người tu hành phải có khả năng đôi khi nhìn người ta như là mình đang quan sát mình, và mình có khả năng quan sát mình như là mình nhìn một người khác. Bây giờ nãy tôi nói mình coi cái răng mà nó quá quan trọng đi, cho nên bao nhiêu người khác chết mình thấy không có là gì hết, bởi vì mình không có khả năng nhìn người khác như là nhìn mình. Bởi vì đang có câu thương người như thể thương thân á, là đối với bộ vị Bồ Tát á, là các ngài có thể chia sẻ sâu sắc cái nỗi đau của chúng sinh. Còn mình á, thì mình chỉ thương được bản thân mà thương được người thân của mình thôi. Và chính vì mình có cái phân biệt rất lớn khi yêu thương. Ở đây có cái thông quan không? Dạ, có. Vì chúng ta có một phân biệt rất lớn khi yêu thương, nên mai này chúng ta sẽ có một cái phân biệt rất lớn khi mà chúng ta bị khổ. Nghe kịp không? Dạ. Khi mà tôi sống tôi cứ nghĩ tại sao tôi khi tôi quan tâm quá nhiều về lợi ích của tôi, của người thân của tôi, và tôi gọi như là tôi coi người khác không ra gì, có nghĩa là rõ ràng trong lòng tôi và người khác quá lớn, đúng không? Có khoảng cách quá lớn. Thì chính từ cái chỗ này nè, mai mốt đó, mà tới khi tôi bị cái gì đó thì cái nỗi đau nó rất là lớn. Bởi vì xưa giờ tôi coi nặng cái tôi này bao nhiêu thì mai này cái nỗi đau của cái tôi này nó sẽ lớn hơn cái vị Bồ Tát này, kiểu không? Cái người tu hành lúc bình thường chưa gặp chuyện đó là họ thấy mình cái này này với cái người đó là không có khác nhau. Lúc bình thường chưa gặp chuyện đó là trong lòng một vị Bồ Tát và trong lòng vị hành giả đó là mình với người khác không có khác nhau, tất cả đều là sinh diệt, tất cả là do duyên mà có rồi phải mất, phải thực tập lâu ngày đến lúc mà gặp cái khổ đó thì mình mới có thể tự tại được. Còn đằng này là lúc mà bình thường là mình đã có phân biệt rất là lớn, cho nên khi mà hữu sự đó thì cái nỗi đau lòng mình nó lớn gấp nhiều lần bản thân nó không đáng kể, nhưng mà nó, cái nỗi khổ đó do cái áp lực tâm lý thì nhiều. Để khi bình thường mình coi nặng mình quá. Tôi nói hoài, một người con gái tay yếu chân mềm hoàn toàn có thể có đại bi và đại dũng khi mà có đối tượng để họ yêu thương. Một người con gái tay yếu chân mềm đang đêm khuya có thể một mình băng qua một nghĩa trang nổi tiếng là nhiều ma, chỉ vì chạy chữa cho con. Đôi khi một cái người đàn ông cơ bắp lực lưỡng chắc gì dám một mình băng qua cái nghĩa trang đó, nếu không có lý do gì đặc biệt. Điều này cho thấy rằng là khi anh biết yêu thương người khác thì cái tôi của anh nó nhỏ đi, và khi cái tôi chúng ta nhỏ đi thì cái trọng lượng tâm lý, nghe kỳ không, trọng lượng tâm lý nó sẽ ít. Mà trọng lượng càng nhẹ nó thì cái hấp lực của trái đất nó đối với ta, cái sức tác động nó cũng càng ít đi. Bằng chứng là chúng ta thả một cọng rơm hay một tờ giấy từ trên lầu cao xuống đất nó ok. Nghe hiểu. Nhưng mà nếu chúng ta thả một cái chén từ trên lầu xuống đất thì nó vỡ. Cho nên tu hành là biến mình không tiếp tục là cái chén sứ nữa, mà biết mình là một cọng rơm, một tờ giấy. Biết một cách nào? Biết một cách là liên tục và thường trực thấy rằng nó do duyên mà có rồi phải mất. Tôi biết tôi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui cái này hoài thì nghe cũng nhàm, nhưng mà rất tiếc không thể nói khác đi được. Toàn bộ cái quá trình tu tập tứ niệm xứ là chỉ để thấy được cái nhân duyên, biết rõ rằng tôi luôn luôn đang sống giữa hai bờ thiện ác, hoặc cái này hoặc cái kia, mà vì đâu mà chúng sanh phàm phu luôn sống bị kẹt trong cái thiện và cái ác, vì đâu vậy? Chúng ta phải quay lại cái giáo lý duyên khởi một chút. Đầu tiên, do vô minh duyên hành duyên thức.
Vô minh là gì? Vô minh là không biết bốn đế. Không biết bốn đế tức là không biết bốn sự thật quan trọng sau đây. Một, không biết rằng mọi thứ ở đời này đều là khổ. Dù đó là sự có mặt của một hồn cát hay là sự có mặt của một vị Phạm Thiên, thậm chí của một vị Phật, mà hễ mà có một sự có mặt thì là bản thân cái sự có mặt đó là khổ. Vì sao vậy? Vì khổ ở đây nó không phải là vấn đề feeling, mà khổ ở đây nó là một cái gì đó bất toàn và bất trắc thì gọi là khổ. Bất toàn là sao? Bất toàn có nghĩa là sáng như vậy mà chiều có thể khác đi thì gọi là bất toàn. Các vị biết Đức Phật có bệnh phải không? Đức Phật còn bệnh hoạn phải không? Và cuối cùng Đức Phật cũng ra đi như là một người bình thường. Đó gọi là bất toàn đó. Để có mặt là phải chấp nhận cái bất toàn. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là hành giả phải thấy cho được rằng bất cứ sự có mặt này là nào trên đời này cũng đều là khổ. Và tại sao khổ? Là vì nó là bất toàn. Đúng là tôi nói về ba cái khổ trong đạo Phật nhưng mà sợ bà con quên. Và trong số những người mà tôi nhìn trước mặt tôi đó thì người mới nhiều quá. Cho nên tôi chỉ giảng cho cái đối tượng mà tôi gọi là đại chúng không chuyên nha. Cho nên cái sự thật đầu tiên của thế giới này đó, sự thật đầu tiên mà người đắc đạo phải thấy đó là khổ đấy. Mọi có mặt đều là khổ. Cái sự thật thứ hai, nếu mọi thứ đều là khổ thì anh thích cái gì cũng là thích trong khổ. Và sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì anh đừng thích trong khổ nữa. Và sự thật thứ tư, ba cái nhận thức vừa kể nó chính là con đường thoát khổ. Bây giờ hiểu chưa? Nghe kịp hiểu kịp hết. Ở đây quý vị thấy tôi không hề nhắc gì tới chữ Bát Chánh Đạo hết. Bởi vì Bát Chánh Đạo là hành trình nhận thức chứ có gì hết. Nó chỉ là hành trình nhận thức mang cái tên là Bát Chánh Đạo. Tu tướng niệm xứ là gì? Tu tướng niệm xứ là để liên tục phát hiện ra ba cái sự thật của mình. Là sự thật thứ nhất, mọi thứ trên đời đều là khổ. Sự thật thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Thì ba cái này cộng lại nó chính là sự thật thứ tư. Đó chính là con đường thoát khổ. Con đường thoát khổ nó được xây dựng trên nền tảng của nhận thức về cái khổ và nguyên nhân tạo khổ. Biết rõ vì sao mà mình bị đau bụng thì mình mới chữa được. Cái liên tục ăn ba cái dầu mỡ rồi uống nước lạnh vô, ăn me rồi uống nước lạnh vô, thì khi mình biết rõ mình đang bị đau bụng, vì đâu mình bị đau bụng thì mình mới có cái hướng giải quyết cái bệnh đau bụng. Và đối với kẻ phàm phu vì không hiểu rốt ráo được bốn đế, bốn cái sự thật mà tôi vừa nói đó. Cho nên tôi nói thật chậm nha. Đối với kẻ phàm phu vì chưa hiểu rốt ráo bốn đế, cho nên nó mới tự chia thành hai phe. Phe một, làm việc ác, trốn khổ tìm vui bằng cách là làm các nghiệp ác. Cái phe thứ hai, trốn khổ tìm vui bằng cách là làm lành lánh dữ. Mà cái phe thứ nhất ấy, trốn khổ tìm vui bằng cách làm các nghiệp ác thì khỏi nói các vị biết rồi, tức là chết rồi là đi xuống. Mà cái này mới rùng rợn nè. Chết rồi đi xuống nó không có thấy ghê, mà cái này mới ghê. Cứ một kiếp mà bị đọa như vậy đó là cái vô minh mình lại dày thêm. Càng đi lên thì hy vọng mình gặp được Phật, gặp được hiền thánh, được chánh pháp, cái hy vọng đó, nó có lớn, có được mấy, không phải mấy phần tần tỷ. Nhưng mà khi mình bị đọa đó thì cái cơ hội mà mình nhận thức về thế giới là zero. Mà cứ một kiếp sống mà nó cứ nhồi, tức là từ nghiệp ác mình sanh xuống mình làm ngạ quỷ, rồi từ ngạ quỷ mình thí dụ như mình trồi trở lên thì khác, còn nếu không mà lại làm trùng làm dế. Các vị biết con oyster mà cái con clam rồi nó biết cái con mà nó chỉ khác cái thực vật có chút xíu đó, mê mà không biết gì hết đó. Mà đã lọt cái đó rồi cơ hội trở lên là ngàn trùng biển sứ. Các vị nhìn con ốc sên đó, cái cơ hội mà nó chuyển hóa đó, từ thân người xuống ốc sên chỉ có 3 second, nhưng mà từ ốc sên mà trở lên cái thân người thì là một quãng đường rất là xa.
từ tháng chạp qua tới tháng giêng chỉ có một tháng, mà từ tháng giêng qua tháng chạp rất là xa, có hiểu Dạ hiểu, không? dạ hiểu, dạ hiểu. Tức là từ tháng gì tháng chạp qua tháng Khi giêng có mà khi nó đi vòng vòng một tháng rồi. Nhưng mà từ tháng tại tháng vì chạp qua nó tới tháng giêng thì nó dài lại dạ. từ tháng chạp qua tháng giêng rất là gần, mà từ tháng giêng mà qua tới tháng chạp thì nó rất là xa, bởi vì thời gian không bao giờ đi ngược. Gấp 11 Vậy lần dạ. nên từ thân người mà xuống tới cái con kia đó thì nó rất là mau lắm, tích tắc à. Nhưng mà từ con kia mà đi ngược trở lại, mà nó có cái này còn ghê nữa, từ ở dưới mà đi trở lên làm người đó, cái này nó làm biến làm việc lắm, nó lười lắm. Nó cứ lười Đúng lười rồi, lười cũng lười. Nó lười lười. May là có những người là không nói lười lười lắm đó, mà vô nghe giảng mà cái mặt đã thấy lười lười rồi thì nói chi là cái thứ mà ở dưới mà nó mới trò lên nó còn lười cỡ nào nữa, nó lười riêng nó lười riêng. Cho nên là bây giờ mới nhớ đó, như là mình học nhân duyên học cái đó đó, tức là suốt ngày cứ nhớ con chú này, ngày nào chưa chứng la hán thì tôi luôn luôn sống nhiều với ác hoặc thiện. À, mà hãy mình sống nhiều và với cái gì thì cái nhiều ấy lâu ngày nó trở thành ra một thói quen tâm lý, và cái thói quen ấy tự nó cũng là một cái thứ lực tác động mà ta sẽ học trong 24 lực, 24 lực tác động. Cái thói quen, cái tập, cái quán tính ấy, nó cũng là một thứ thói quen, một thứ lực. Nhiều đời cái phản ứng mình gặp cái đó mình thôi nói với trận, gặp cái cảnh đó mình phải nói giận, và gặp cái đó là thích, gặp cái đó là thích, gặp cái đó là thích. Và các vị có biết rằng đó là nhiều người biết chút ít giáo lý hành thiền mà mới giữ giới mà mới rồi họ thấy họ cao siêu, mà họ quên một chuyện, cái bản năng bất thiện của mình nó cực mạnh, bằng chứng là mình rất dễ bị sốc, có là cái tôi của mình đó là nó cực kỳ dễ bị tổn thương. Chưa hết, mình nói mình giáo lý giỏi gì chứ còn đối diện với cái chết là ai cũng teo hết trơn, thì có biết không, đứa, ai cũng ham sống sợ chết, ai cũng ham vui sợ khổ. Bốn cái chữ này, ham sống sợ chết, ham vui sợ khổ, bốn cái này là bốn cái gọi là bản năng cực mạnh của mình. Cho nên mình cứ nghĩ rằng mình là ghê gớm gì đó, nhưng thật ra bốn cái này mình thoát thoát không nổi. Chứ nó có nhiều các động trời nữa, tức là mình tự cho là giáo lý mình cao siêu, chứ thực ra đối với cái khả năng xả tài của mình đó, có vấn đề ghê gớm lắm. Thà chết để là cho con với người dân đừng hòng ăn được mình một cách, mà lúc nào mở miệng ra đó là coi như là nguyên cái chùa này mai Phật pháp bằng tôi rồi nữa. Mà trong khi có một chuyện mà ai cũng biết, mình mà lăn ra mình chết rồi thì cái tài sản mình phần lớn là người dân nó ăn, gái thì đem nó nuôi 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 chồng, mà chồng thì nó nuôi có thằng con trai để nuôi vợ, rồi từ từ rồi rồi chưa kể là nếu mà gặp nhỏ nhỏ mà thích shopping mà thích kéo thẻ là tiền muôn bạc vạn để lại bao nhiêu cũng mất. Mà khi bản thân mình nó đi cày đi xới, lẽ ra mình có một phần để làm phước cho kiếp sau thì lại không. Nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu gọi các vị làm phước cho bất cứ ai, nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng cái nhận thức của mình về Phật pháp so với cái đời sống của mình hình như là nó chênh lệch dữ lắm. Cho nên việc tu đầu quần mới có cái chuyện là ngày khác mình ở một điểm nhỏ xíu à, thấy rõ ràng điều mình tin và tin chết bỏ điều mình thấy. Còn phàm phu mình á là thấy mơ hồ cái điều mình tin, cho nên mình cũng chỉ tin nửa vời cái điều mình thấy. Và chính vì Phật pháp mình hiểu ba mớ và tin ba mớ, cho nên mình rất dễ đạo, rất dễ bỏ đạo, bởi vì sao, là vì cái gì cũng có ba mớ. Mà 10 lần ba mớ thì mới có 30 mớ, thì vậy là chưa có đủ được. Cái cơ hội mà được làm người thì cái khả năng rất thấp, đã xuôi tay nhắm mắt rồi. Đức Phật ngài dạy rằng là cái trong con bò đó, tính thì có tỷ lệ đó, cái sừng nó chỉ có hai mà lông nó thì vô số, thì ngài nói cái số người chết rồi mà trở lại thân người đó, nó chỉ là sừng bò thôi, và cái số người chết rồi mà đi xuống luôn biển biệt sân khê đó, là nó nhiều như lông nữa đó. Thì hồi xưa tôi đọc đó tôi thấy hình như có vẻ quá hơi hơi quá đúng không, nhưng mình ngồi mình nghiệm lại mình thấy mình biết đạo, mình suốt một ngày mình sống toàn năm bất thiện thôi, thì hết mình sống bằng tâm gì thì mình sẽ trở về với cảnh giới mà nó tương ứng với cái loại tâm ấy. Và nếu nói cái câu này là dễ cho quý vị chém tôi chết nè, nếu bình tâm suy nghĩ lại
đời sống của một người Phật tử biết đạo so với một con thú nó khác nhau bao nhiêu. Đó là chưa nói đến người không biết đạo đó. Đói ăn khát uống, đực cái trong máy tìm nhau và khả năng tự vệ, ai đụng tới là xử nó liền. Có nghĩa là mình không khác con thú, chỉ khác có cái áo quần rồi như rồi, chứ còn mình rồi mình nói mình học thức, nhưng thật ra mình ngồi mình nghĩ lại con thú nó cũng đói ăn khát uống, khác cho hết, nó cũng đói ăn khát uống và cũng đực cái trong máy tìm nhau, và cái thứ tư là tự vệ, ai đụng tới thì mình phản ứng. Thì hỏi chứ khi mình sống không khác nó mà mình muốn người mốt trở lại tiếp tục khác nó là khác cái gì? Nó kẹt cái chỗ đó mình sống. Mình muốn, các vị có nhớ sáu pháp tùy niệm không? Tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, là trong những cái pháp môn, trong những cái đề mục thiền định của người cư sĩ ấy, thì trong đó có một cái đề mục là niệm Thiên. Niệm Thiên là niệm như thế nào? Là muốn cộng trụ với chư thiên thì ta phải có những đức tánh như sau: giới hạnh, trí tuệ, niềm tin, tàm quý. Những đức tánh ấy ta có đủ để mai này cộng trú với chư thiên hay không? Thì khi cứ thường xuyên suy niệm như vậy thì được gọi là niệm Thiên. Tôi chỉ nói các vị nghe một việc chuyện rất là nhỏ thôi. Có không ít nhân loại không đủ cái điều kiện tâm lý để sống ở Tây Âu và Bắc Âu, các vị biết không? Chuyện đầu tiên là xả rã, là thiếu trách nhiệm cộng đồng. Tôi nói một tẹt luôn, đó là Châu Phi và Trung Quốc và một đại bộ phần rất lớn trong người Việt của chúng ta trong nước. Về Bắc Âu, về Tây Âu mà sống với kiểu mà tiện tay thì liện, mà tiện tay thì quăng, tiện tay thì ném là không thể được. Là vì cái tâm tư của chúng ta, cái văn hóa của chúng ta nó không có tiện để chúng ta ráp với cái bối cảnh xã hội đó. Nói gì là chư thiên? Nói gì là chư thiên? Mình đó là tiện thì gỡ, sẵn được phá hư. Cái tánh mà tiện thì lấy đó, tánh rất bậy, rất bậy. Rồi cái thói quen mà không chịu xếp hàng, sống luôn luôn nghĩ đến quyền lợi mình trước người khác, chết bỏ kệ nó. Cái đây là một thói quen rất là độc. Nó độc ở chỗ nào? Nó độc ở chỗ là mai này mình sẽ sanh về cái cảnh giới nào mà chỉ biết có chen lấn thôi, chứ không biết trật tự. Cái trật tự nó là một dấu hiệu của văn minh. Bởi vì sao? Vì cái chuyện đầu tiên là biết tự trọng, thứ hai là biết nghĩ đến người khác, người ta mới thích cái kiểu sống trật tự. Mà khi mà mình chối từ trật tự có nghĩa là mình đã chối bỏ cái kiểu sống của văn minh. Nó gớm lắm chứ không phải tầm thường, nó gớm lắm. Những thói quen nhỏ nhỏ trong từng ngày, chỉ biết có người thân của mình thôi, chỉ biết có bản thân của mình thôi, thói quen đó thói quen rất là thú, rất là thú. Cho nên mình học về sáu nhân là sao? Là để mình biết rõ rằng mình thuận tay phải hay tay trái, mình thuận cái tay nào, mình sống nhiều về thiện hay là ác. Và trong thiện đó mình sống nhiều về cái gì? Trong bất thiện cũng vậy, nó bất thiện nhưng mà nó cũng có nhiều kiểu bất thiện. Có người tham nhiều, có người sân nhiều, có người si nhiều. Và thiện cũng có nhiều cái thuận. Có người thuận về trí, họ thích trao dồi trí tuệ, thiền định. Có người thích giữ giới, có người thích bố thí. Có người thích phục vụ, nghe pháp, hồi hướng và điều chỉnh kiến thức. Thì chúng ta có nhiều cái thuận khác nhau. Cho nên khi đắc quả rồi A-la-hán, thì hai vị A-la-hán đã kết thúc đoạn đường tu hành ấy, thì cái kiếp cuối của hai vị nó cũng có nhiều điểm không giống nhau, các vị biết mà. Ngay cả chư Phật chánh đẳng giác đó là có điểm đồng rất lớn, nhưng mà cũng còn có khác chút điểm. Còn mấy vị A-la-hán khác nhau nhiều lắm, nhưng mà cái nội dung giải thoát thì giống nhau. Còn phàm phu là cái điểm khác biệt là trùng điệp. Là vì sao? Là vì cái kiểu tu tập, cái kiểu suy tư, kiểu hành động, cái kiểu hành hoạt của chúng ta đó, nó quyết định cái chuyện mà mình sai khác nhau. Và chính vì cái nền tảng thiện ác của mỗi người không giống nhau, nên khi cùng làm một việc giống nhau sẽ cho ra một cái quả báo không giống nhau. Hiểu không? Bữa nay mình bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ công sức ra để mà mình làm phước bố thí, nhưng mà cái nền tảng tâm tư của hai người mình không giống nhau, cho nên là
cái quả báo khác nhau. Có người họ bố thí một bữa ăn đời sau sinh ra họ bố thí là phải giàu có rồi, giàu có mà lại khỏe mạnh cũng bố thí bữa ăn đó. Mà có người thì giàu có mà lại thông minh, là vì sao? Là vì một bên họ bố thí mà họ mong rằng đại chúng ăn bữa ăn này xong có sức khỏe tu học, thì như vậy là vừa giàu có mà vừa thông minh. Còn có người thì họ bố thí họ chỉ mong là người kia ăn bữa ăn này được khỏe mạnh. Hoặc có nhiều người họ đãi thôi thiên hạ ăn vì họ biết, họ nghĩ món là món ngon, người kia ăn sẽ thích, thì đời sau sinh ra họ sẽ là người vừa giàu có mà vừa có lộc ăn, tùy sự tác ý của mình. Cho nên cũng cái công đức giống nhau nhưng mà cái quả trổ khác nhau một chút. Có người thì phải nói giàu mà không sang, các vị có biết cái đó không? Dạ. Giàu không sang bởi vì do cái tâm làm phước á, cái tâm làm phước đó nó chính nó tạo ra cái quả, nó làm ra cái sự khác biệt giữa hai người cùng làm một việc. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó, Đức Phật ngài dạy rằng đó là thế giới này nó được vận hành bởi các lực đẩy mà Như Lai gọi là duyên, có tất cả là 24 cái lực đẩy. Thì cái lực đẩy đầu tiên đó là nhân duyên, nhân ở đây gồm có nhân ác và nhân thiện nha. Và ở chỗ này tôi phải mở mặt nói thêm, cái giáo lý 24 duyên hệ này có 1001 cái cách tiếp cận. Nếu giảng kiểu mà nôm na nhất, dễ hiểu nhất cho đại chúng không chuyên thì chúng ta mất không có nhiều thời gian. Phải nói trước, bởi vì không, nếu không nói mai này bà con sẽ gặp những cái cuốn sách mà nói về 24 duyên nó dày như thế này nè, là bà con nghĩ không biết ông này ông dạy mình kiểu gì mà sao mà có 5 ngày một ngày mấy tiếng mà sao cái này người ta dày dữ thần vậy. Là bởi vì tôi chỉ giới thiệu cho các vị đại số là gì, lượng giác là gì, thì thời gian không có nhiều. Còn nếu mà học cho đủ thì mất mấy năm trung học, các vị nghe hiểu không? Mất mấy năm trung học. Trong khi đó là ý là bà con xong rồi bà con dùng trưa để về, bởi vì công đức vô lượng. Dạ, vô lượng đó là cũng là một cái mà tôi mơ đó, tức là có một cái chỗ nào đó mà để mấy ngày bắt quan trai bà con về ngồi thiền, hoặc có thể có chư tăng về học đạo xong rồi mình được làm phước. Đối với tôi thì biết nói này nó cũng dễ hiểu lầm. Đối với tôi đó thì những cái buổi mà ăn như thế này phước lớn hơn đem vô chùa. Tại mình biết những người ở đây họ tới đây họ làm cái gì nó rất là cụ thể. Còn cái gì cũng đem chất vô trong đó, rồi nhiều khi cũng phải xếp xó bỏ kho rồi bỏ. Ok. Như vậy thì cái duyên đầu tiên, cái lực tác động đầu tiên làm nên thế giới này chính là thiện và ác. Được kịp chưa? Rồi bây giờ tới thiện, bây giờ tới cái lực thứ ba. Đó là cái lực thứ nhất là thiện, nhân thiện, cái lực thứ hai là nhân ác, và tức lực thứ ba là không thiện cộng ác. Thì cũng là cái lực. Là vì sao? Là vì đối với một người mà đã hiểu được mọi thứ là khổ, thiện ác đều là vô ngã vô thường, họ không còn thiết tha thiết trong thiện ác nữa. Nhưng mà họ còn sống trên đời này, họ vẫn phải làm việc đúng không? Yeah. Nhưng mà cái động cơ tâm lý lúc đó nó không còn là thiện ác nữa, mà chỉ còn cái ý muốn thôi, ý muốn thực hiện thôi, thì cái đó cũng là một thứ lực, cái là tâm phu ký đó, tâm phu ký. Và đồng thời cái này mới quan trọng nè, do tham mái đời trước, bây giờ sanh ra tôi có 6 căn, do nghiệp thiện nghiệp ác đời trước mà bây giờ sanh ra tôi có 6 căn. Hồi nãy tôi nói rồi, thiện ác thì nó là nhân, nhưng mà cái quả của thiện ác thì nó là vô nhân. Cái chỗ này như người không cha hay mệt rồi, bởi vì nó là nó bản thân cái nghiệp vô ký nó là một, nó không phải là hạt giống mà nó được tạo ra bởi mấy bên kia thôi, nhưng mà tại sao nó cũng là một lực đẩy. Là bởi vì tôi đã nói rồi, để làm việc tốt thì chúng ta cần đến cái lực đẩy của thiện, để làm một việc ác thì chúng ta cần đến lực đẩy của ác. Nhưng mà đối với một người không còn thiện ác nữa thì họ cần đến cái lực thứ ba, đó có nghĩa là không thiện không ác. Như Đức Phật ngày vẫn thuyết pháp, Đức Phật ngày cũng vẫn có trường hợp ngày cầm một cái vật gì đó ngày đem ngày cho chư tăng, có chứ, chẳng hạn như có
những lần tôi đến thì cúng dường cho ngài y áo hoặc là thuốc men nước uống. Ngài nói với ngài Anh An đem cho Caspa đi, thì ngài Anh An bạch Thế Tôn Caspa nào, thì lúc đó có năm vị Caspa trong chùa, năm vị tên là Caspa, thì Phật nói cúng Mara Caspa, Caspa baby ấy. Mới 7 tuổi mà không cha không mẹ hát đi tu á. Cho nên ngày nay ngày biết là cái tôi chăm sóc người đó. Mà tại sao không cha không mẹ? Là bởi vì có một cái cô thiếu phụ đó, cổ đi nghe pháp rồi cổ quan hỷ quá đi. Cái cổ mới năn nỉ chồng cho cổ đi xuất gia. Thì cái đêm cuối cùng trước khi chia tay hai người có gần gũi nhau. Mà cổ tưởng là chống vánh thì sẽ không có gì hết. Nhưng mà không ngờ đó là khi cổ đi xuất gia thời gian cổ lại phát hiện ra mình có mang. Hiểu không? Thì chuyện nó dài lắm, tôi kể vắn tắt thôi. Khi mà cổ phát hiện có mang rồi đó thì sự vụ được trình lên Đức Phật. Thì Đức Phật mới giao cái chuyện đó cho ngài Upali giải quyết. Thì ngài Upali ngài mới mời bà Quý Sa Kha tới nói chuyện với bà này. Thì ngài bà Quý Sa Kha nữ với nhau mà bà mới hỏi gì chứ. Bà xuất gia bao lâu? Tại sao có vậy thì bà mới khai thiệt ra thì bà Quý Sa Kha bà tính ra là đúng. Đúng. Thì bà hỏi bà mới trình lại cho Đức Phật và cho bà Nghĩa Pali. Thì hai vị hỏi bà bây giờ sao, muốn đi xuất gia, muốn tiếp tục tu hay là muốn về đời nuôi con? Thì bà nói dạ con muốn đi tu à, nhưng mà còn đứa nhỏ này cứ tính thì sao. Thì lúc đó ông vua ông nghe được như vậy ông mới xin. Ông nói nếu mà nàng chắc dạ tu hành đó thì thôi trẫm đem về trẫm nuôi. Thì khi nuôi đứa bé được 7 tuổi đó thì vua là Phật tử mà, thì cứ ngày ngày chư tăng tới lui để cúng dường đó. Thì vua thấy thì đứa bé này cứ 7 tuổi cứ gặp Đức Phật và chư tăng cứ quấn quýt hoài không rời. Thì bữa đó vua hỏi gì chứ, con thích mấy ông sư gì lắm hả? Nó thích lắm, hỏi con muốn đi tu không? Nó muốn. Thì mới đem lại hỏi trình lên Đức Phật, Đức Phật cho đi xuất gia. Và tại sao Đức Phật ngài nhận là bởi vì ngài biết đây là một trong 47 vị đại đệ tử của ngài. Tại vì vị này nó là còn cái hạnh mà tôi rất là mê, đó là dịch là tới, tức là vô địch về cái chuyện gọi là thuyết pháp có ví dụ, tức là cái gì mà nó mơ hồ, nó trừu tượng, nó tối nghĩa, nó khó hiểu, nó mông lung đó, thì ngài tìm đủ cách để cho mình hiểu, mà toàn là ví dụ không thôi, ví dụ rất nhanh và rất nhiều. Vô địch mỗi vị chỗ mình chánh đẳng giác đều có một người đệ tử như vậy đó. Thì tôi chuyện đó tôi đi hơi xa mới quay trở lại, là Đức Phật ngài cũng vẫn làm chuyện ngài cho người này người kia vậy có chứ, nhưng mà ngài cho điều đó không phải là người bằng tâm thiện tâm ác. Và sẵn bữa nay tôi nói luôn cái này tôi nói chậm nè, ngày nào còn có một cái chỗ chưa thông trong bốn đế thì ngày đó dâu muốn dâu không thì ta phải sống trong tâm thiện và tâm bất thiện. Tâm thiện và tâm bất thiện không thể nào có trong đầu của một người mà đã hiểu rõ triệt để về bốn đế. Còn có một chút mơ hồ thì mới còn có một chút thiện ác trong đó. Chứ người hiểu được bốn đế rồi thì người không có khả năng đó. Nếu mà phân tích đến cái mức như vậy đó, có nghĩa là cái thiện pháp là cái gì đó có vấn đề. Nói một cách khác, một người thật sự mà sợ làm dâu thì họ không có một lý do gì mà để họ kéo dài cái thời gian ở trong bên nhà chồng hết. Nhưng mà vì yêu chồng, vì yêu con, hoặc là vì yêu cái gia tài bên nhà chồng mà họ mới tìm cách để mà họ ráng mà sống ở bên nhà chồng mà khắc nghiệt, nghe kịp không? Chứ một khi họ đã sợ thật sự mà họ sợ làm dâu mà sẽ lên tới ốc rồi đó, thì giàu cho gia chồng mà có giàu cỡ nào, có mâm cao cổ đầy cỡ nào, có mâm vàng giấy ngọc họ cũng không. Tôi nhớ Việt Nam trong cái đạo lý sống đời Việt Nam có một câu là thà là ăn đĩa muối rang hơn bạc hơn vàng vừa khóc vừa ăn. Cho nên nếu tôi có một đứa em gái hay con gái, một cháu gái mà đến hỏi tôi để lấy chồng giàu thì tôi sẽ hỏi nó một câu là con có yêu người ta không? Nếu con không yêu thì thôi con làm sư cô đi. Chứ không có gì tan thương cho bằng con đi lấy một người, con đi ngủ, con đi ăn, đi chơi với một người mà không yêu người ta.
Thì như vậy con đã bán rẻ cuộc đời của con, chứ không phải là con đi lấy chồng nữa, đó là hôn nhân nữa, mà đó là con đi, con đang rao bán cuộc đời của con. Ừ. Thì ở đây cũng vậy, một cái người mà còn hiểu tới nơi tới chốn tam giới này là gì đó, thì họ không có cái lý do gì để mà họ làm ác làm thiện. Làm ác thì dĩ nhiên không rồi, nhưng mà làm thiện đó, bởi vì thiện hễ còn có thiết tha trong cái việc thiện là còn kín đáo, âm thầm lặng lẽ đầu tư cái nhân sanh tử. Cho nên không biết đạo thì khỏi nói, mà biết ba mối thì thấy rõ ràng ác thiện nó khác nhau. Nhưng mà biết thêm nữa thấy rằng cả hai ông này đều là nhân sanh tử hết. Chỉ có một cái là gì, là thiện là cái nhân để tạo ra lá xanh, còn ác là nhân tạo ra lá vàng, là lá nào cũng là lá hết, lá nào cũng là lá hết. Còn mình, còn mình thì làm gì làm, chứ mình cũng còn phân biệt rất là rõ. Đau đớn và êm ái nó khác nhau xa lắm. Hễ còn phân biệt giữa cái đau đớn và êm ái đó là cũng khác. Mà tu tướng niệm xứ là gì? Tu tướng niệm xứ là dạ, tu tướng niệm xứ là làm sao mà để thu ngắn cái khoảng cách của hai cái này lại, để hai cái này để xuất hiện mình chỉ thấy nó đang sanh và đang diệt thôi. Biết lá vàng đang rụng, biết lá xanh đang rụng thôi, đó là tu tướng niệm xứ. Còn mà tu tướng niệm xứ bắt cái chân vô ngồi mà còn mong được đạo quá, còn nó bớt bớt đường ta, hiểu không? Tu tướng niệm xứ mà còn có ý muốn trốn chạy, trốn thằng này mà đi kiếm thằng kia, đó là sai biết. Và cái này nó có một chuyện này còn động trời nữa, đó là ở trong pháp môn tu tướng niệm xứ, anh càng có ý anh đi kiếm cái cảm giác á, thì nó lại càng lâu tới, mà lại mà là mau đi. Còn anh càng có ý chạy trốn nó đó, thì nó lại mau tới mà lâu đi. Mà anh càng muốn ở với nó đó thì nó lại lâu tới và mau đi, biết tôi nói cái gì kể không? Và cái này là khổ chỗ là đây là những kinh nghiệm mà chỉ có hành giả tứ niệm xứ mà từng ngồi thiền mới hiểu tôi nói cái gì. Muốn trốn cái nhức, cái tê, cái mỏi, cái nực, có ý muốn trốn, nó muốn cho nó kết thúc đó, là nó sẽ ở lì như trâu vậy, nó không có đi. Và nó rất là đã tới rồi thì rất là khó đi, mà chưa tới thì lại rất là mau tới, mau tới mà lâu đi. Còn cái mà mình muốn á, mình muốn ở lại với mình ấy, thì nó rất là lâu tới, mà nó tới rồi nó rất là dễ đi. Cho nên thì vậy, tu tướng xứ đầu tiên là anh không có cái ý anh lựa chọn cảm giác, mà đứa nào anh cũng nhìn. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, ngày nào ta chưa biết đạo thì ta cứ đi tìm dịp để làm phước, có không? Duyên y nè, rồi rẫm 10, rẫm 8, du lan rồi đó luôn. Nhưng mà người biết đạo, biết tứ niệm xứ rồi, không có đi tìm cái cơ hội làm phước nữa, mà thấy rằng đi cầu cũng là cơ hội làm phước. Chỉ cần đi cầu bằng chánh niệm thì đó là cơ hội làm phước. Nghe hiểu không? Đối với cái người mà hành giả tứ niệm xứ, họ đối với họ không có một cái phút giây nào là phút giây đặc biệt để làm phước. Mà phút giây nào anh sống bằng chánh niệm, đó chính là giây phút anh làm phước. Cho nên cái đạo tràng của người tứ niệm xứ có thể là trong cái toilet. Tôi đầu sốc rồi, nghe nó khó chịu. Rất là sốc. Cái đạo tràng của cái người mà, bởi vì đi cầu mà bằng chánh niệm, đó là công đức. Mà trong khi lạy Phật mà bằng tâm bất thiện, đó là nghiệp nghiệp ác. Nghe nó rất là kỳ. Mà lý do rất là khoa học, cực kỳ khoa học. Một muỗng muối thì dầu trong tay mẹ vẫn mặn, một muỗng đường trong tay kẻ thù vẫn ngọt. Chứ không thể nào mình ngồi mình dệt mộng mình làm thơ không, tình mẹ bao la chỉ biết thấy bình, một muỗng muỗng muối trong tay mẹ ngọt như mía lùi. Hiểu không? Theo trong khoa học có phải vậy không? Muối muôn đời là muối, mà đường muôn thuở là đường. Dầu đó là muỗng muối trong tay cái thằng sắp lụi mình thì nó vẫn cứ ngọt cái đó, vì nó làm đường mà. Còn dầu đó là mẹ ruột của mình thương mình nhất đời, nhưng mà nó là muỗng muối của mẹ thì nó vẫn phải cứ mặn chứ. Thì hãng pháp bất thiện có mặt ở thời điểm nào, không gian thời gian nào, kiểu nào, ít nhiều ra sao thì vẫn là bất thiện. Cho nên sao cô dòm tôi không hiểu? Dạ con hiểu bạch sư, con hiểu. Ok. Cho nên là đừng có tưởng rằng mình đang mặc
một áo hành giả là mình ngồi trong tư thế hành giả trong một thiền viện là mình đang hành thiền, đó, mình đang làm thiện chưa chắc. Ngay cả chuyện mà mình đang ngồi mình chùi cầu thế này nè, mà nếu mình làm mà chánh niệm á thì nó vẫn là ngon lành hơn là ngồi về mà sân si. Tôi vì tôi để ý cái này cho nên tôi gặp mấy bà áo tràng tôi sợ lắm. Nhiều khi cái áo tràng nó làm cho bà trở nên dễ thương hơn, mà trong khi dao lam không, ở trong ở ngoài áo lam, ở trong dao lam có gì biết dao lam mà. Nếu mà ở ngoài mà áo lam, ở trong dao lam thì có đấy, em xin thưa em đừng bao giờ lam nữa, làm hư cái màu lam của người ta đi nha. Nên tối về phải ghi câu này là bên ngoài ta lam, liệu bên trong có lam. Cho nên mình học cái duyên đầu tiên đấy, tức là nhân duyên, là hành giả nhớ thế này. Bao nhiêu vũ trụ thì cũng gói gọn ở trong có hai đường thôi, đó là khổ và vui, thiện và ác. Nha. Bao nhiêu vũ trụ trời đất, bao nhiêu thái dương hệ galaxy đi nữa thì gom gọn lại nó chỉ có nằm ở trong hai đường thiện ác hoặc là buồn vui. Và bản thân của chúng ta trong từng phút chúng ta sống nhiều với cái gì? Thì chính mà cái việc mà chúng ta sống nhiều với cái gì đó, nó lại mở đường cho chúng ta mai này đi về cảnh giới nào. Và các vị đừng có nói với tôi là các vị là một người đàn bà tay yếu chân mềm, các vị không có khả năng làm cái gì ghê gớm trong trời đất. Không, tôi đồng ý cái cách nghĩ đó. Vì sao? Là bởi vì chính cái kiểu suy nghĩ mỗi ngày của mình á, nó là cái yếu tố quyết định, nó đẩy mình đi về cộng trú với những chúng sanh nào đó, đúng không? Mà cái sự gia tăng dân số nó có phải là sự ảnh hưởng, sự tác động không? Yeah. Cái gì đã làm nên con số 7 tỷ người? Có phải là nhiều lần số 1 không? Có hiểu câu hỏi tôi không? Con số 7 tỷ nó lớn thiệt. Nhưng mà cái gì đó tạo ra con số 7 tỷ đó? Đó là nhiều lần một. Còn nếu cái gì không đồng ý thì nó không. Nhiều lần triệu. Cái gì đó tạo ra số triệu đó? Cuối cùng cũng số 1 nữa. Mà cứ sợ hay tránh không dám nói, mà cứ đi vòng vòng tôi truy nào lộ số 1 tôi mới im. Như vậy thì 7 tỷ có phải là được cộng lại bằng nhiều lần số 1 không? Đấy. Và một con người có phải là sự cộng lại nhiều lần của suy nghĩ thiện và ác không? Phải chứ. Và nếu nói như vậy thì từng cái khoảnh khắc thiện ác của mình có phải là một sự góp phần làm nên thế giới này không? Đó là toán tiểu học đó. Cái đó là toán tiểu học đó. Toán tiểu học đó. Cho nên chính vì hôm nay nó có những cái não trạng như thế nào mà nó mới tạo ra cái xứ Việt Nam như là ta thấy đó. Cái xứ gì đâu mà để đồ ngoài đường một chút xíu mất tiêu. Trên thế giới này người ta nói rằng là không có một cái xứ nào mà cái khả năng bốc hơi nhanh như Việt Nam. Ở xứ khác ví dụ như mình thấy nó chỉ bốc hơi là nó bốc, là chỉ có nước nó bốc hơi thôi. Rồi của xứ mình cái gì có giá trị là đều bốc hơi hết. Con thấy nửa chút chứ không thấy một. Dễ sợ như vậy. Các bạn nghe kịp không? Bốc hơi evaporation là gì? Là chỉ trong cho hơi nước chứ không. Đất nước mình cái gì có giá trị là nó bèn bốc hơi đó. Và các bạn biết vì đâu mà nó dẫn đến cái cuộc thảm cảnh tan thương đó? Có phải là sự đóng góp của từng người xấu không? Của từng người xấu. Thằng Tèo xấu, thằng Tí xấu, anh thằng Tèo, má thằng Tí, ba thằng Tèo, mà cứ nguyên một cái dòng cứ tèo tèo tí tí nó mới làm ra nguyên cái đất nước, mà coi như để hơ là mất thở là mất. Quý vị biết mà tuổi mình thì sĩ nó sướng như thế này, mình bỏ quên đồ ở ngoài sân là mình cứ ngủ tiếp. Chỉ cái này mình nhớ là đêm nay như tuyết hả ta, cái này như kỹ tuyết, chỉ nhớ nhiều là sách chạy vô thôi, còn nếu mà nó không kỹ cho nó ngủ luôn quá luôn. Chứ còn cái xứ mình mà để cái giọng đó là 3 phút là cái cổng dây điện cũng mất, chứ đừng có nói cái máy. Còn bên đó là tôi chỉ nhớ đến thiên nhiên nhiều hơn. Tôi bảo coi được, đang tính ngủ mà tôi chợt nhớ là bữa nay có tuyết mà, cái đó được, cái đó kỵ nước. Tôi chạy ra một đất nước sướng như vậy. Và kỳ rồi có một cô Phật tử cũng đi qua bên tôi, cũng đi chơi, rồi cô
ở nhờ nhà. Mà lúc tôi đang ở Đức thì tôi có nói cổ thế này, cái chìa khóa mà khóa nhà đó là nó nằm chung cái chùm với chìa khóa mà Đức của tôi, mà tôi và trong đó nó còn chìa khóa cũng nhiều thứ khác nữa, cho nên bây giờ cái nhà của ở bên khỏi đóng cửa, cô đi đâu cô giật cái rầm, cái là tối cô đi về cô ngủ tiếp vì con cái đó bị Việt Nam nữa nên là không dám, mà tôi đang ở bên Đức, mà cái tỉnh thất tôi nằm bên kia, tôi có hai chỗ ở. Thế là tôi nói cô đi cô cứ giật cái rầm nhớ phải, mà phải giật nha, không giật gió vô nhà tôi. Mà sẵn ở đây tôi nói luôn các vị đừng có tưởng là trong đó là trong nhà rác không, trong nhà có nhiều món cũng đáng để mất lắm á. Nhưng mà tôi không sợ là vì sao, là vì thứ nhất tôi nghèo nhất trong làng đó, tôi không chôm người ta đâu, ai chôm tôi. Thứ hai nó là cái bên đất thì sĩ vốn dĩ không có cái vụ đó, mà bên gần sát bên bên cái làng của nó còn có cái này còn động trời nữa, là nông phẩm mà đó, đó như là trứng cà tím cà chua cà chớn gì đó, hoặc là hành cà rốt hay là khoai tây, nó cứ chất đầy đó là nó để giá chỉ có cái cần. Thì cái mình thích mình lấy một ký khoai tây với một ký cà với ớt xong rồi nó có để giá nhiều, nó có cái thùng phước điền cái anh bỏ vô đó mà không có thối, bị bỏ vô rồi là không có người, mà gặp Việt Nam nó khiến thủng đi luôn. Mà tôi biết chắc nó ok cho nên nó mới tồn tại nhiều năm nay cho đến bây giờ vẫn còn. Và một cái tiệm hoa, cái chỗ bán hoa gần nhà đó là mở cửa 10 giờ sáng đóng 4 giờ chiều, thì ai tới đó trước 10 mà tới đó sau 4 thì cũng chơi cái chiêu đó, tức là mấy 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 cái chậu đó là mình cứ là lấy xong rồi nó để cái giá mà không có rẻ đâu nha, 10-15 euro đó. Yeah, chứ có rẻ đâu, nhưng mà cứ bỏ tiền vô và ôm cái chậu đi. Mà vì đâu có một cái xã hội như vậy, là vì nhiều cái con người nó thích hợp với cái kiểu sống đó cho nên nó mới bèn về, nó gây dựng cái xã hội đó. Mà cái mà tôi đang theo đó là tàu đổ bộ đó ngày một đông. Bây giờ là trên đường đi, những cái con đường mà thơ mộng thuở nào là bây giờ tôi đã thấy lốm đốm và lát đát đát là rác rồi, chai vậy nè, rồi giấy, tức là biết bao nhiêu người thụy sĩ họ bắt đầu họ đang sợ cái làn sóng xâm thực da vàng đang tràn sang, nó làm hư đi một cái thế giới đẹp, mà đó là những cái điểm sau cùng của nền văn minh ấy. Có nghĩa là một cái chỗ không có rác, không có trộm cắp. Tôi không nói với chính trị, tôi không nói chuyện thế gian tục sự ở đây, mà tôi muốn nói rằng tôi đang giảng lại cái sáu nhân ấy. Tức là chúng ta đang từng ngày chúng ta đang gây dựng cái thế giới tương lai cho mình. Chúng ta sẽ đi về sống ở đâu, chỗ đó ra sao thì nó hoàn toàn y chang như cái tâm của mình bây giờ. Vậy cho nên trong sáu pháp tùy niệm nó có, trong đó có cái niệm thiên, là hành giả niệm rằng để cộng trú với chư thiên cần có những cái pháp tánh nào thì mình cũng có những pháp tánh đó. Thường xuyên suy nghĩ cho mình có đủ cái phước lực để mình về mình cộng trú với những chúng sinh đó hay không. Thì trong kinh nó có trường hợp do cái sự phức tạp của nghiệp, đôi khi chư thiên sống với loài người, có khi chư thiên sống với ngạ quỷ, có khi ngạ quỷ sống với ngạ quỷ, có khi ngạ quỷ sống với loài người, có khi ngạ loài súc sanh sống với ngạ quỷ, có khi súc sanh sống với loài người, có khi súc sanh sống với chư thiên, có hiểu không? Súc sanh đây là gì? Có nghĩa là có những người họ chỉ biết có họ thôi, họ chỉ biết có ăn ngủ cho sướng thân thôi, thì ngoài ra không biết gì hết gọi là súc sanh. Còn loài người là sao? Tức là lúc thiện, lúc ác, lúc dễ thương, lúc khó ưa, thì đó gọi là loài người. Còn ngạ quỷ là sao? Là cái loại người mà tối ngày cứ khao khát, thèm, muốn cái này, cái kia. Còn cái hạng người mà sân si nhiều là Atula, có nghĩa là suốt ngày cứ giận cái này, bất mãn này, bất mãn nọ, không có gì làm cho họ vui hết. Có nhiều người kiếp trước là con có bao tử biết không? Không chịu cười. Cho nên kiếp này sẽ làm bao ni lông đó. Coi như là mới biết lỗi đâu, bất mãn đủ thứ hết á. Giận cái này, mà giận những chuyện mới đáng cái quẩn quẩn là giận nè. Thì cái người đó được gọi là Atula. Thì có những chúng sanh á, mình thấy trong ngôi nhà mà trong đó đó là có người là chư thiên, có người là nhân loại, có người là giả so, người là giả so Atula, cả quỷ sống chung ngôi nhà. Khiếp lắm quý vị, khiếp lắm. Nếu mà biết được cái đó đó thì mình mới thấy ồ, thì ra
Thì ra là cái thế giới xa đọa hay là thiên 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 cung nó không đâu xa, mà nó cứ trước mắt, chuyện đầu tiên là trước mắt mình cái đây, rồi còn cái chuyện ở đâu đó thì mai mốt tính sau, nhưng mà trước mắt. Và có một cái câu này rất là đáng để mình thuộc lòng, đó là kiếp sau của ta có thể là ngày mai. Câu đó nghe rất là rất bình thường, thật ra câu đó rất là quan trọng. Kiếp sau của ta có thể là ngày mai, bởi vì vậy nhiều người cứ tưởng kiếp sau là phải là già rồi chết rồi vài chục năm nữa rồi mình mới đi về cõi này cõi kia, không có đâu. Chỉ cần lát nữa nó mà nó lười thở là mình có kiếp sau rồi, chỉ cần làm biến thở là nó có kiếp sau. Còn cái chuyện mà mình sanh ra mà mình có cái đời sống như thế nào đó về tâm sinh lý thì nó lại là được quyết định bởi ngay bây giờ, bởi ngay bây giờ đây. Nếu mà mình giống cái loại nào nhất thì mình sẽ về với cái loại đó. Mình học về nhân duyên mà được giảng theo cái kiểu mà nôm na cho đại chúng là giảng như vậy. Cứ nhớ tâm niệm thế này: nhân thiện và nhân ác là hai cái lực tác động, mà cũng là hai cái lực đẩy để tạo nên cái diện mạo của thế giới, trong đó có ta. Trong một ngày như vậy, tự hỏi lòng mình, ta thuận tay trái hay tay phải? Trái ở đây là tượng trưng cho ác đó, còn tay phải là tượng trưng cho thiện. Thì mình coi mình thuận cái nào nhiều nhất, mình thuận tay nào, thuận tay nào. Và tôi nhắc lại cái câu này tôi cho là quan trọng nhất trước khi tôi chốt lại cái đề tài về nhân duyên. Đó là: ngày xưa chưa biết đạo thì mình làm thiện làm ác là theo ý thích, rồi sau đó khi biết đạo rồi đó thì mình thích tìm những cái cơ hội để mà mình làm thiện làm lành. Nhưng mà tới hồi biết đại đạo, cái cấp thứ ba, cái step 3 cao nhất, đó là bất cứ giây phút nào dầu trước tháp xá lợi, chỉ cần ta sống bằng tâm ác, lúc đó ta đang làm ác. Bất cứ giây phút nào dầu ta đang ở trong toilet mà ta sống bằng chánh niệm và trí tuệ, lúc đó ta đang làm thiện. Cái câu này rất là quan trọng. Bất cứ giây phút nào dầu trước tháp xá lợi mà ta sống bằng tâm bất thiện thì lúc đó là ta đang làm chuyện bất thiện. Cho dù chúng ta đang mặc áo tràng, áo lam, chúng ta đang chắp tay, mắt lim dim, mà những cái đầu chúng ta thích cái này, ghét cái kia, bất mãn cái nọ, thì cái đó là đang bất thiện. Ở đâu có tham sân si ái mạn kiến nghi, lúc đó là đang là bất thiện. Cái đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Chứ còn mình không phải đợi tới mà dân y cách thi ná, hay là Phật đản, hay là rồng tấn viên, trung quân, hạ quân gì đó mới gọi là cơ hội làm thiện, thì đợi tới đó thì xa quá. Tại vì một năm nó chỉ có một lần rẫm duyên, một lần rẫm bảy, có một lần rẫm mười thôi. Vậy mấy ngày lúc khác mình sao trời. Cho nên tốt nhất là cái phút giây nào. Và trong kinh mới nói là cái giây phút ra đời của một vị Phật có hai nghĩa. Một, cái lúc mà Bồ Tát đản sanh ở Lâmbini đó, đó cũng là một lúc Bồ Tát đản sanh, nhưng mà đó là lịch sử. Còn ở mỗi cá nhân mình, khi nào mà mình có một cái tâm thiện nó vừa xuất hiện thì lúc đó là một vị Bồ Tát vừa đản sinh. Và khi nào mà một cái tâm bất thiện vừa xuất hiện thì lúc đó là một vị Phật vừa niết bàn. Mà nhiều người Phật tử đó thì Bồ Tát đản sanh không thấy, thấy toàn là Phật niết bàn không. Hiểu không? Rất là quan trọng. Đó là cái duyên thứ nhất, đó gọi là nhân duyên. Giờ mấy giờ rồi? Nhà tôi giảng thêm duyên nữa là tôi đi à. Thứ hai, không, tại đông người nó ngọt quá. Nhà tôi cách đây tôi ở với cô chủ, cô sư cô đó, có 15 phút à. Một mình ở bao la. Thì bây giờ mình học duyên thứ hai. Duyên thứ hai chắc tôi giảng giảng mớm thôi, giảng mớm mớm để vậy chiều tôi giảng tiếp. Cái thứ hai là cái duyên thứ nhất là nhân duyên nha. Và tôi muốn bà con về, có biết nãy cô lo có tới trễ có nghe đủ không? Dạ, con nghe từ ok, rất là quan trọng cái thời này. Rồi tiếp theo đó là quên, thì rồi ở bên sinh nha người ta làm chuyện mà tôi rất là thích, cũng giống như đây, tức là mời tôi mà nói rõ là muốn học cái gì. Bên đó họ mời tôi giảng 13 cái pháp chế định, mà tôi cho đó là một cái loạt bài mà tôi cho rất là quan trọng. Và tôi lấy một chuyện lạ nữa, xưa nay tại sao cái phần này lại là được nhắc tới rất là ít. Tại
mà chỉ vì đó không, mà tôi làm hết một tuần ở bên bên Phật nha, chỉ có không nói 13 thằng ra tôi giảng có 7 cái sao thôi. Còn mà 6 cái đầu á thì tôi chỉ giảng có 15 phút thôi. 6 cái đầu tôi giảng 15 phút. Bởi vì 6 cái đầu đó tôi giảng giải thích 6 cái đầu bằng 7 cái sao. Tôi giải thích 6 cái đầu tiên đó bằng 7 cái sao. Bạch sư, kỳ này sư có thể mà cho tụi con chút không? Dạ thì bây giờ tùy ví dụ như giờ là xong 24 học nhanh đó. 24 nhanh đó thì mà đặc biệt bà con nghe này, bà con tôi phải giới thiệu bà con hết hồn rồi. Trời ơi, con nghĩ cái bản to đùng mà tại sao cái hè cứu nó quan trọng như vậy đó mà tại sao bị lơ hoài. Mà bên châu Âu này mới vui, có nhóm cũng khoái học ở Tị Đàm lắm, nhờ Thỉnh Chư Tăng Minh Pháp mà dạy. Và Chư Tăng dạy được hết 8 tâm tham, cái bận, cái giải tán. Cái lâu lâu cái dạy qua giảng nữa, cái cũ quên, cũng quên là 8 tâm tham. Mà ông giảng năm nay là 28 năm rồi mà cũng có 8 tâm tham thôi. Không bao giờ kết thúc. Thì hỏi ông tại sao, ông nói hãy còn tham còn sinh tử, mà còn sinh tử sao hết tham. Cho nên là năm nay là ông năm nay ông là 70 ngoài rồi, mà 28 năm mà chưa hết tám tâm tham. Cho nên đừng hòng mà rờ xuống được từ tới dưới. Cho nên kỳ này bà con phải học chứ. Và tôi nói một lần nữa, nếu bà con đừng có kẻ trồi người sục, tôi ấn nhất là trồi sục, thì có nghe hồi không, hồi nghe hồi không á, thì mất cái đầu uổng đó, cái đó nên nghe đó, nó rất là đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Ok, bây giờ mình học qua cảnh duyên. Bà con còn nhớ hồi nãy tôi có nói câu này: mọi sự ở đời nó chỉ có thật khi ta nghĩ trên nó. Thế giới này mình nói nó là thiên đường, địa ngục, là Phật tổ thánh hiền, phàm phu, là siêu đọa, nói cho cậu siêu. Nhưng mà gom gọn lên lại đó, nó chỉ gồm có 6 căn và 6 trần thôi. Mấy còn nhớ đó. Bữa tôi hỏi bà con thì chiếc mặt trời nó có phải nằm ở trong 6 trần không? Bởi vì nó thuộc về nhãn trần và pháp trần, đúng không? Có nghĩa là mình không biết nó bằng cách sờ, đụng, ngửi, nếm, đúng. Nhưng mà ra mình còn thấy được, mình còn nghĩ tới nó được. Toàn bộ thế giới này không có gì nằm ngoài 6 căn 6 trần. Cho nên là hãy nói tới thế giới này nó có nhiều cách trình bày lắm. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên khi nói về cái duyên thứ hai gọi là sở duyên hoặc là cảnh duyên đó, thì chỉ đầu tiên mình phải xác định đó là thế giới này không có gì nằm ngoài 6 căn trần. Nhưng mà nghe thì gọn, nhưng mà có điều mình thấy nếu mà nó giống nhau như vậy thì thế nào là cái sự khác biệt giữa các chúng sinh. Bây giờ cái câu này phải ghi nè: tùy thuộc vào trình độ của mỗi cá nhân, tùy thuộc vào trình độ của mỗi cá nhân, tùy thuộc vào nghiệp thiện ác của mỗi cá nhân, mà ta sanh ra mỗi kiếp có đủ 6 căn hay không? Nghe hiểu không? Ta sanh ra mỗi kiếp có đủ 6 căn. Và ở đây ai có một chút ít về ba lô duy chắc đồng ý với tôi. Không phải loài nào cũng có đủ mắt tai, đúng không? Dạ đúng. Có những loài nó sống toàn là bằng xúc giác không? Dạ, có không ta? Dạ đúng, có. Ví dụ tôi kể quý vị nghe một chuyện rất là lạ. Các vị thấy cái con dơi mà nó cắm đầu vô trong vách đá, rồi nó cách vách đá có một chút xíu rồi nó quay đầu trở ra. Cái khả năng đó là khả năng hồi thanh định vị. Tức là khi nó cắm gần tới đó, thì cái sức dội của âm thanh đó, nó cảm được mà mình cảm được, biết cho nên tôi biết là không đi thể được nữa, không thể đi được nữa, nó quay trở lại. Và một chuyện mà con không có tin thứ hai, có những loài rắn độc nó mổ các vị hoàn toàn là do hơi nóng cái thịt của mình, nó biết con ngồi nằm đâu nó mổ thôi, các vị biết không? Dễ sợ chưa? Thì mình tưởng là nó thấy nó cảm cái thân nhiệt của mình á, nó biết chỗ đó có cái cần phải mổ bực. Đối với nó, thân nhiệt ở đâu đó là mối đe dọa của nó. Thế là một đó là con mồi, hai là nó là mối đe dọa, thế là nó cắn thôi. Và mình biết là con người mình nó có tới 100 tỷ cái neuron tế bào não, mà đôi khi nó con trùng nó chỉ có 7 neuron. Con trùng run. Cho nên mình thấy rằng cái khả năng mà sinh học của mỗi loài nó đã vốn dĩ không giống nhau. Mà ngay cả trong cái thế giới loài người của mình,
thì cái khả năng mà tâm sinh lý cũng không giống nhau, đúng không? Có những người cái chuyện mà sử dụng cơ bắp tay chân nó rất là dễ dàng, có những người thì rất là khó khăn. Ví dụ như nam nữ, nữ coi như làm quần quật cái đó họ khiêng việc nặng, khiêng món nặng là phải là đàn ông thôi. Các bạn thấy chưa? Và chưa kể là người phụ nữ có cái khả năng mà nhanh nhạy vì khứu giác có điểm hơn đàn ông. Bởi vì có biết gì đâu, cái khứu giác của họ nó hơn, nó nhanh hơn, nó có nhiều chỗ nó hay hơn người nam. Cho nên đối với nước hoa hay cái gì đó thì họ nhạy hơn, và họ mau chóng phát hiện cái mùi lạ hơn đàn ông. Đàn ông thì thường họ chỉ để ý cái mùi giờ nào quá dễ thương hoặc quá dễ ghét, chứ còn mình nhẹ nhẹ thông thoảng là coi như thuộc gì của trời đất ăn sao không sao hết. Nhưng mà họ chỉ cần mà mình ông bà xã đi làm về mà có cái mùi hơi kỳ kỳ là thấy thấy mệt rồi. Cho nên tôi trở lại, thế giới này không thấy nó bao la, nhưng mà nó nằm gọn trong sáu căn trần. Và tôi đã nói tùy thuộc vào cái trình độ tâm linh. Ví dụ như nếu ta là một vị phạm thiên sống lìa năm dục, chỉ ăn rồi chỉ biết thiền định, thì đối với vị phạm thiên thế giới họ chỉ nhìn thế giới này qua có ba cửa thôi: mắt, tai và ý thức. Nhưng mà chúng sanh ở cõi dục nó nhận thức thế giới qua tới sáu cửa này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chưa hết. Cái này phải có tấm bảng này dễ nhớ hơn. Tùy thuộc vào trình độ tâm linh, tùy thuộc vào nghiệp thiện ác cá nhân mà ta có đủ sáu trần hay không. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, ta sử dụng cái nào nhiều và sử dụng thế nào. Có quý vị biết có những người thì người ta phải mua bảo hiểm họ cả triệu đô la, bởi vì họ ăn rồi họ đi nếm rượu, quý vị biết không? Rồi có người họ phải dùng cái mũi sống mà đi thử nước hoa, quý vị biết không? Cho nên tùy thuộc vào cái nghiệp thiện ác mà ta sanh vào làm cái loài nào. Và chưa hết, ngay ở trong cái thân nhân loại cũng tùy cái nghiệp thiện ác quá khứ mà ta bây giờ sanh ra, ta dùng nhiều cái căn nào trong sáu căn. Có người thì ăn cái gì cũng được miễn là mặt đẹp thôi. Có người thì ăn ở sao cũng được miễn là ăn ngon thôi. Có người thì nước hoa. Có người thì coi như là đồng hồ, mắt kiếng, giày dép, áo quần, tùy thích mỗi người nha. Cho nên là tùy vào cái trình độ tâm lý, khuynh hướng tâm lý, trình độ tâm linh ấy, rồi tiền nghiệp quá khứ mà bây giờ ta sanh ra có đủ sáu căn hay không. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, trong số những căn mà ta có ấy, ta dùng nó bao nhiêu phần trăm, cái nào được ta dùng nhiều nhất và dùng thế nào. Thí dụ cái căn thứ sáu, có người họ không để ý nó lắm mà họ chú ý đến năm căn vật chất thôi. Cái này có hay không? Dạ không có. Sống nặng vật chất á. Dạ. Còn cái này gần như họ cho nó quẩn. Dạ. Bởi cho nên nó có một cái lần nó có một cái tai nạn lớn. Có một cái tai nạn ở bên Trung Quốc, do một cái phái đoàn chuyên gia của Âu Mỹ họ qua nghiên cứu cái gì đó. Họ đi chiếc xe bus, lái xe 12 chỗ, nó tông thì đem vô mấy người bị chấn thương não nặng lắm. Thì thân nhân rồi mấy cái viện nghiên cứu trường đại học nhiều của mấy ông làm việc đó, từ bên Âu Mỹ và bay ào qua hỏi việc có giờ trong thời gian này không thể nào mà chở hết, không thể, không đủ thời gian để chở về Âu Mỹ để chữa trị, vì phải cấp cứu khẩn cấp ở đây. Thì bác sĩ của Trung Quốc nói đừng có sợ, chúng tôi bên đây cái gì, trình độ y học dân tộc của Trung Quốc đã đạt đến độ rất cao, cái gì chúng tôi cũng thể thay được hết. Như cái ông này nè, bị cái não nát bét rồi thì tái tạo lại cái sọ bằng plastic thì nó nằm trong khả năng của chúng tôi. Còn cái não của ổng thì tôi thay thế thẳng cái não mới luôn, không có gì phải lo hết á. Thì Mỹ hỏi có xua không cha, nó xua. Ở đây cho ông lựa luôn nè, muốn thay tim, thay gì cũng được, não chúng tôi cũng thay được nữa. Nhưng mà giá khác nhau. Thì ông mấy ông mà khoa học gia Mỹ mà nó có chắc không, có vụ chúng tôi làm chưa được á. Bệnh được qua đây làm được. Nhưng mà thế này, cái não này thì mắc nhất nè, cái này thì rẻ nè, cái này giá vừa nè, ông bác sĩ Mỹ hỏi tại sao cái này mắc nhất. Còn nó là vì cái não này là cái não của người nào đó. Thì ông bác sĩ Mỹ cứ tưởng là não của dân trí thức thì sẽ mắc, không?
cái não là của ông nhà toán học nè, thì rẻ vì ông này cũng xài hoài, xài cả đời cho nên bây giờ nó mòn rồi. Nhưng mà não là não của ông ủy viên Trung ương Đảng nè, cả đời không có xài cho nên bây giờ là thay lên là mới tinh luôn á. Coi như cái này là mắc nhất. Thì cái ông giáo sư Mỹ ông tưởng là bị vô chính trị ở đây mà không phải. Não của cái thằng mà Trung ương Đảng nó có giờ nó xài đâu. Mà cái gì chưa xài cái nó có mòn. Thì cho nên bây giờ gắn vô là bỏ đó phục hồi như cũ luôn, như em bé bú bình luôn á. Còn ba cái thứ mấy cái đầu mà có xài đó, ví dụ như giáo sư đại học rồi mấy cái đầu mà có sĩ tư rồi đó, giác quan thứ sáu thứ bảy chủ nhật gì đó, mấy cái đó không có xài được, bây giờ nó xài nhiều quá rồi. Những cái dân mà đi đàm đó là nó xài nhiều lắm, mấy cái đàm dục. Nhưng mà cái đầu mấy người Trung ương Đảng nó làm là nó có cái đời là nó xài cái đà não đó đâu, cho nên là mấy cái đà não nó rất là đắt, một triệu á. Thì mình thấy là cái chuyện đó có thể bà con tin hay không thì tùy, tôi thì không có tin rồi. Tôi chỉ lấy nó làm tài liệu tham khảo thôi. Tham khảo nó cho bà con. Bà con thấy đó là cũng cùng là chúng sanh cùng con người trong cùng một cảnh giới, nhưng mà anh có xài cái đó hay không? Đó, mình thấy gì khi không xài cũng có lợi thấy không? Chết rồi mà cái đầu bật triệu đó. Không phải mua đâu. Thôi làm. Thì cái đó vậy hấp thuốc bắc kia là chân thuốc bắc này. Cho nên đó là cái cảnh duyên là gì, là chỉ riêng cái việc đóng vai trò làm đối tượng nhận thức cho tâm ý thì các pháp đã tự nó là có một ý nghĩa rất lớn rồi. Cho nên bây giờ ôn lại, nhân duyên là gì? Nhân duyên tức là A giúp cho B trong cái vai trò thiện hoặc ác. Chắc là cứ ghi này, nhân duyên là gì? Nhân duyên là A giúp cho B trong cái vai trò thiện hoặc ác. Nghe kịp chưa? Rồi bây giờ qua tới cảnh duyên. A giúp cho B bằng cách là đóng vai trò đối tượng nhận biết. Thì đó gọi là cảnh duyên. Chắc không hiểu thì tôi giới thiệu với ví dụ. Tôi nhắc lại, tùy thuộc vào khả năng nhận thức của ta như thế nào mà thế giới này đối với ta nó ra sao. Bây giờ hiểu chưa? Chị lo nghe chưa? Tùy thuộc vào khả năng nhận thức của ta đối với thế giới này how và how much mà thế giới này đối với ta nó ra sao. Cũng cái hộp kẹo đó mà mình cho đúng chỗ thì giá trị nó khác. Ngày kia có một chú tiểu đến hỏi sư phụ. Sư phụ, bà bếp bà chửi con là cái đồ vô dụng. Bà nấu bếp đó, con tuổi thân lắm, chắc bà thấy con mù côi, bà coi thường. Con không có tu nữa, con đi ra ngoài, con đi ăn xin hoặc đi bán vé số rồi. Chứ còn tự nhiên chửi con vậy mà thiệt, con mù côi thiệt. Mà con cũng đâu có nhỏ lớn tu ở chùa, cũng đâu có nghề nghiệp gì đâu. Bà cứ lâu lâu, mỗi lần bà giận bà giữ con là đồ vô dụng. Thì con không tu nữa, thì sư phụ nói, con có thương sư phụ không? Sư phụ có chửi con không? Sư phụ có đuổi con đi không? Nói không. Mà có được ngày nào con cũng xuống gặp bà bếp con chịu không nổi. Thì sư phụ nói, bây giờ nếu con có thương sư phụ, con ở sư phụ 1 tháng được không? Rồi con đi. Mà trong thời gian còn ở đây con làm giúp sư phụ một chuyện thôi, không có nặng, không có nặng lắm. Cái đó nó được, sư phụ thì con được, tháng được, mà không có nhiều nghe, tháng thôi đó, tháng thôi. Sư phụ con thấy cái chậu bonsai trước chùa, trước phòng sư phụ đó, có cái cục đá cũng có lỗ cũng ngộ lắm. Con lấy cái cục đó ra, con kỳ cọ sạch sẽ, con làm sao cho nó bóng dùm này được không? Bóng lưỡng á, được không? Cái này nó nói được. Một tháng rồi ra sụn nha, 1 tháng rồi. Rồi nó ra nó kỳ cọ rong riêu, nó làm sạch sẽ bóng. Rồi nó còn bôi sáp rồi lên, nó làm đẹp lắm. Lên đưa sư phụ dụng nó, con đem xuống chợ đó. Con trải một cái miếng nhựa, rồi con ngồi con bán. Nhớ nha, là ai hỏi bao nhiêu thì con nói là 10 đồng. 10 quen. Nhưng mà con nói vậy thôi, nhưng mà ai mua được cái bát
cứ ngồi đó rồi ai hỏi thì bao nhiêu tiền thì con nói 10 đồng. Thì thằng này nó thấy lạ đấy, mà sư phụ kêu để nó biết sư phụ nó là người đặc biệt lắm, cho nên nó tin. Cái nó mới đem cái cục đá nó sạch bóng lưỡng sạch sẽ, đánh sáp ngon lành lắm, nó đi xuống dưới chợ, chợ dưới chân núi nó trải cái tấm ni lông rồi. Thứ nhất nó thấy thì chùa thấy lạ rồi, thứ hai nó thấy cục đá cũng ngộ ngộ. Người ta hỏi nó nhiêu vậy chú? 10. Tôi nói cục đá là 10 đồng gì, mua về làm gì nó không biết nữa, nó mua thôi. Ai đi ngang có bao nhiêu nó 10 đồng, có ông kia không thấy tội nghiệp, cảm trả nó 10 đồng. Nó không bán, nó nói tôi đem đây là để cho người ta hỏi giá thôi, tôi không có bán. Cái cọng đá đi về nó xuống, trời ơi con đâu biết cái cục đá, trời ơi lụm dưới suối lên 10 đồng đó sư phụ, mà con không có bán. Nó xuống trời, ngày mai đó, à, con đem tới cái góc phố đó đó, góc cái góc bữa nay là cái góc nghèo, vì ngày mai con đem là cái góc nào mà giàu dữ dội đó. Đây này, đây là con thấy cái mâm trà, cái mâm bàn trà, cái sư phụ cái mâm này nó cũng được, mai con cầm cái mâm này xuống dưới cũng để cục đá này lên, không? Thì mai này này, nhưng mà nhớ nha, kỳ này ai hỏi là có phải là 100 quan trăm đồng, mà nhớ không có bán nha. Thì thằng này mới đem xuống dưới y chang, rồi cũng có người. Thứ nhất góc đó góc phố giàu, thứ hai góc Westheimer mà chỗ Galleria đó, rồi thứ hai nữa đó là sáu giáo quan mới xài có một quan rưỡi sáu căn xuống thành không biết là đang dầu ra lá này không, nhưng bữa nay có xài chứ sao có xài này, mắc mắc tiền nha, mà này mắc tiền quá mà này phải chết là cái phần mắc mắc lắm, hết chỗ xài. Ngay đó người ta chửi mà cũng không giận nữa, làm sao mà nó mất tiền được, ta chưa hiểu à, bà ơi nhưng mà nói chuyện hiểu không, tôi nói người hiểu không, hiểu hết. Ờ, làm sao mà nó tự nguyện thế này, tôi làm sao mà tôi chết rồi não tôi đừng có mắc lắm. Thì kỳ này anh đem là cái hẻm mà cái chỗ cái góc phố mà đẹp nhất á, anh hét 100 có người mua mà anh vẫn không bán, đem vậy đâu sư phụ. Sự nói ngày mai đó con đem lại cũng Galleria mà con vô cái chỗ mà tiệm anh tích á, con nói nó là cái này là 1000 có mua hay không, thì ngày mai nó đem lên tiệm tích nó bán. Thì người ta thấy ông sư ông thầy nó ngạc nhiên, hỏi tại sao mà tới 1000, thì nó không biết, tại vì sư phụ cần tiền thì sư phụ nói thôi. Cái ông chủ có tới luôn, cái này 1000 mua khùng thiệt, thôi 500 đi. Cái này được rồi, ông cho giá 500 tôi mừng rồi. Nó lấy cái miếng vải nó ôm con đá chạy về. Sư phụ, bữa nay có người mua 500 mà con có bán. Bây giờ con quần tục được chưa? Dù nó được. Nhưng mà con nhắc lại cho sư phụ nghe tại sao mà con muốn quần tục đó. Nó thì đó bà bé mới chửi con là đồ vô dụng đó, sư phụ nó. Con cũng y như cục đá đó thôi. Có lúc 10 đồng, có lúc 500 là tùy vào diễn con đi đâu và ai gặp con. Dễ chưa? Bây giờ con muốn quần tục thì con quần, nhưng mà con thầy nói trước, con mà lơ mơ con còn có 10 đồng bạc đó, con mà con ở với thầy thì là vô giá. Dễ chưa? Con ở với thầy là vô giá, mà con mà đi ra ngoài thầy không xua lắm á. Nhất là con chơi con cưới nhà một con nhỏ nhà quê mà quần ống thấp ống cao, hôi rình khát nắng, rồi đẻ ra một lũ con lóc nhóc, rồi lúc đó con không biết một xu với người ta mua không nữa, làm thầy chùa chắc ăn hơn con. Thì ở đây cảnh duyên là gì? Giá trị của đời sống nó nằm ở cái chỗ anh là ai, anh đã sử dụng thế giới này ra sao, anh đánh gió ra giá nó ra sao thì nó có sẽ có giá trị như vậy nha. Và khi nó có giá trị bao nhiêu thì anh cũng có giá trị theo chừng ấy, một cách rất là tương ứng. Nghe kịp không? Hiểu không? Yeah. Thì cảnh duyên là gì? Là thế giới này A giúp cho B bằng cách là đóng cái vai trò của đối tượng nhận thức. Như vậy, tôi kể cho các vị nghe một chuyện xong, thì tôi quay hỏi lại các vị. Như vậy thì một bức tượng Phật đó là cái đối tượng xứng đáng để mình nhìn ngắm, hay là nó cũng bình thường như bao nhiêu đất đá hết rồi đất? Tùy mình. Nếu quý vị có trí tuệ, có chánh niệm, có niềm tin, có thiền định, thì một bức tượng Phật nhỏ xíu 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 như thế này
đủ để làm đạo tràng cho quý vị tu hành này. Còn cái thứ mà tối ngày chỉ biết le lưỡi đếm tiền, chỉ biết có chồng có con, biết có ngôi nhà bé nhỏ của mình, rồi chỉ có biết chân diện mua sắm, thì quý vị có thờ một cái bức tượng Phật 50 tấn á, thì cái đầu quý vị rác không? Nên nhớ thế này, hành giả tứ niệm xứ chính là nhân viên FBI, luôn luôn theo dõi nội tâm mình. Hành giả người không có tu tập trở thành BFI. Có hiểu này hả? Từ FBI qua BFI không xa lắm. Do mình. Cho nên chiều giải tiếp.